Trên thực tế là mình cứ luôn luôn quy y bạn ngã. Mà bạn ngã đó, nếu mà so sánh với đạo Thiên Chúa đó, thì bạn ngã tức là quỷ Satan. Vậy thì quy y bạn ngã có nghĩa là mình theo Satan, không phải là theo Phật Pháp. Thường hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt gọi là quy y Phật. Thường hành động nói năng suy nghĩ trầm tĩnh, định tĩnh là quy y Pháp. Thường hành động nói năng suy nghĩ trong lành là quy y Tăng. Bởi vì quy y là một cái hành động cụ thể. Cái gì quy y mới được? Thì quy y là trở về nương tựa. Thì cái gì trở về? Ở nơi mình nó có bạn ngã đâu mà trở về. Thì chỉ có hành động nói năng suy nghĩ. Bây giờ hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, đó là quy y Phật. Hành động nói năng suy nghĩ định tĩnh là quy y Pháp. Hành động nói năng suy nghĩ trong lành là quy y Tăng. Vậy thì ở đây mình đặt ra một câu hỏi là hằng ngày mình quy y Tam Bảo hay là quy y bạn ngã hay là quy y quỷ Satan? Tại sao mà Đức Phật ngài nói một câu kệ thì có vị đã đắc đạo A La Hán liền? Nếu như cái vị đó, đó mà phải tu giới định tuệ, giới này giới kia, rồi phải tu bao nhiêu thiền định này nọ, rồi phải là tu đắc tuệ này tuệ kia rồi mới là đắc quả A La Hán, tại sao cái vị này nó đang ngoại đạo? Nghe Đức Phật ngài dạng thế là đắc quả A La Hán liền là sao? Bởi vì vị đó giác ngộ ra hai điều. Một là pháp vốn đã từ đầy đủ, có gì để thêm bớt cả, đừng có đem bằng cả ra mà thêm bớt tôi một công. Đừng có nói cái này tình, cái này là bất tình, cái này là nên lấy cái này nên bỏ, không phải như vậy. Cái đó là bạn ngã nói. Cái còn pháp thì là khi một người thanh tịnh thì các pháp đều là thanh tịnh rồi, cho nên không có làm gì nữa hết trơn, không có cái gì để mình phải làm thêm nữa hết á. Cho nên đạo Phật mới là không vô tướng vô nguyện. Cửa không là không vô tướng vô nguyện. Không là không gì? Không là không có bạn ngã tham sân si. Vì không có bạn ngã tham sân si cho nên không cần tạo ra tướng gì cả. Tạo ra tướng gì cũng là cái tướng luân hồi sinh tử hết. Ví dụ như mình muốn tướng định, tướng an lạc, tướng gì đó, tất cả tướng gì mà mình tạo ra đó, tướng là phát xuất do tướng. Tướng là tư tưởng. Tư tưởng thì có thời gian, thời gian thì có luân hồi sinh tử. Nó rất rõ ràng. Cho nên là vô tưởng. Và vô nguyện bởi vì mình đâu cần phải nguyện ở đây, tức là tham vọng á, tham cầu á. Tức là giờ mình tham cầu cái gì? Vì cái khi nào mà mình không đầy đủ mình mới tham cầu nhé. Còn bây giờ này mình đã thấy đầy đủ rồi thì tham cầu làm gì? Thì cứ ngay cái từng giây từng phút là nó đầy đủ rồi mà tham cầu làm gì nữa? Cho nên là không vô tướng vô nguyện. Cho nên nó vô tác. Vô tác tức là đã không vô tướng vô nguyện rồi thì không có việc gì để tác cả, không có chuyện gì để làm cả. Đây là thầy nói thái độ, chứ không phải là cái còn làm tùy duyên thì vẫn làm. Cái mà làm tùy duyên thì vẫn làm. Nhưng mà thầy nói đây là thái độ đối với việc làm đó, hoặc là thái độ đối với trạng thái, đối với cái điều kiện đó. Cho nên nhớ cho kỹ cái chữ thái độ đó. Thì không làm ở đây là cái thái độ không làm, chứ không phải là không làm. Cho nên mình lạc tự mới nói là vô vi nhi vô bất, tức là làm tất cả mọi việc nhưng mà vẫn vô vi. Vô vi tức là cái làm tất cả mọi việc nhưng vẫn thái độ bên trong vẫn là không có bằng ngã tham sân si đó. Cho nên á, bữa trước á, thầy có chỉ cho một cái cách cho mọi người, cách lúc đầu cái bài đầu tiên á, thầy nói về bây giờ tập thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Thực ra khi mà cái bài đó thầy đề cái đề đó là thanh thơi vô sự. Cho nên có một cái vị thiền sư nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyện hóa không thân tức pháp thân. Hoàn toàn chính xác. Đó là vì đó là đại giác ngộ rồi đó. Bởi vì
thật ra tuyệt học vô vi mới được. Tuyệt học vô vi là ngay đây là mình đã là thành nhàn đạo nhân rồi. Tức là mình đi đứng đi lui đi tới làm việc gì tất cả tùy duyên phương pháp mà làm, không có chuyện gì trở ngại cả. Đói thì ăn, khát thì uống, nhà dơ thì quét, đại khái vậy. Lớp học đông người thì lấy thêm ghế, đó là trường tùy duyên thuận pháp. Cho nên trong đó vô vi vô tác gọi là asankhata, akata là asankhata, tức là không có tạo tác. Thế thì thực ra không tạo tác tức là không làm gì cả, chứ tại sao lại phải ngồi tú? Tại sao lại phải ngồi tú? Bởi vì bây giờ ngay tại đây tất cả mọi pháp đều từ pháp nó sẽ đến. Bây giờ anh muốn nó pháp cũng đến. Thí dụ như thế này, mình cứ ngồi đây một hồi là nó sẽ đói bụng. Đói bụng thì tự nhiên là phải đi nấu ăn. Cái chuyện đó chuyện tự nhiên, đó là thuần pháp, tự nhiên thuần pháp. Bao giờ mình có thể ngồi yên được cả? Cho nên cứ yên tâm đi. Tức là mình không làm gì cả thì pháp cũng sẽ chỉ cho mình làm cái gì. cứ yên tâm thôi. Pháp chỉ rất kỹ, rất rõ. Tại vì người ta làm theo bản ngã, cho nên cả ngày mới làm cho cái thế giới nó loạn lên. Chứ còn nếu mà từ hồi xưa đó mà có ai chỉ cho mình nó là ngay từ đầu mà làm theo pháp thì đã không có những cái tư này, mà nó vẫn cứ văn minh như thường. Nó vẫn cứ văn minh. Ví dụ như văn minh là gì? Ban đầu mình đi nấu ăn, bây giờ đói bụng thì mình đi nấu ăn. Nhưng ban đầu nấu ăn á thì mình lấy bẹ cây xuống đun thì nó không cháy. Không cháy thì mình phải phơi lửa, phơi khô, đem ra nắng phơi khô cái đã rồi mới đốt mới cháy. Thì cứ như vậy mà dần dần muốn thành văn minh. Chứ văn minh gì đó à, văn minh là cái gì? Văn minh là một cái quá trình nhận thức và điều chỉnh để làm cho nó đúng hơn à, để cho nó làm đúng hơn. Đúng hơn cho thầy nói tốt hơn, mà thầy nói đúng hơn. Mà nói tốt hơn là có tham á. Thầy cũng nói tôi tốt hơn, thầy nói đúng hơn thôi. Anh làm sai giờ làm lại đúng vậy thôi. Mà cái đó pháp dạy mình hết. Tự nhiên pháp sẽ dạy mình hết đó. Nếu mình làm biếng cả rồi thế nào nó cũng có chuyện gì nó xảy ra để làm mình hết làm biếng. cứ tin đi. Kỳ lạ lắm. Như vậy á, thực ra là cái mà đầu tiên á là buông xuống. Đầu tiên mà cũng là cuối cùng luôn á. Nói như cái sao mà kia là đầu tiên mà cuối cùng là, tức là nếu mình thực sự buông cái ngã xuống thì có vị đắc quả à là hán liệt. Nhưng mà cũng có người buông cái ngã xuống là mai mốt ngã tới lại. ngã tới lại nó buông nữa. Cứ làm hoài thôi, chỉ làm một công việc thôi. Nếu có tu đó là tu một công việc thôi, đó là tu buông cái ngã ra thôi, chẳng có cái gì để tu hết trơn á. Nhưng mà nói buông á thì cũng cần buông, bởi vì cái ngã là nó ảo, cái ngã nó không có thực, ngã chỉ là một cái ảo tượng thôi, cho nên nó không có. Vì vậy cho nên á, muốn buông á thì chỉ cần lấy sáng suốt định tịch trong lành mà niệm đó. Thế nên cái pháp đầu tiên mà có thể hướng dẫn đó là chỉ cần để tâm buông tất cả mọi cái ý đồ của bạn ngã ra đi thì tâm nó sẽ sáng suốt định tịch trong lành để thấy tất cả các pháp. Khi không còn cái bạn ngã, khi vắng bóng cái bạn ngã, tôi giờ vắng bóng 1-2 phút cũng được, 1-2 phút có khi mấy giây thôi cũng được. Nhưng mà ngay khi vắng bóng cái bạn ngã thì tánh biết từ thấy pháp, mà tánh biết đã hoàn chỉnh, pháp cũng hoàn chỉnh, thì lúc đó lấy cái gì tu gì nữa? Pháp hoàn chỉnh rồi tại sao mình lại tu cái gì cho pháp? Còn tánh biết á, cũng hoàn chỉnh rồi, là thấy hết tất cả mà mình tu là tu cái gì? Chỉ có một cái rất đơn giản thôi, đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi hoạt động trong đó buông cái bản ngã ra thì liền lập tức cái sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ thấy hết tất cả Phật pháp để làm. Cho nên bên tịnh độ, bên tịnh độ người ta nói là khi chết đi thì Đức A Di Đà liền tiếp dẫn, mà với điều kiện là phải niệm Phật. Vì sao vậy? Niệm Phật là để gì? Niệm Phật để buông cái bản ngã đi, để cho mình chỉ còn lại
là ngay tại nơi mình đây là mình thôi. Ngay tại đây là mắt tai mình thân ý thôi, chẳng còn gì nữa hết trơn. Cái chữ A Di Đà Phật á, nó cũng giống như chữ A-ra-hăng Samma Sambuddho bên Nguyên Thủy, có nghĩa là thanh tịnh trong sáng. Thế cho nên mới có tịnh độ, mới có là vô lượng quán. Vô lượng quán tức là hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt, đó chính là tánh biết. Còn tấm hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm không còn tạc ngạ tham sân si gì khởi lên, thì cái tâm đó nó là thanh tịnh. Cho nên là tịnh độ. Cho nên mới quy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hoặc là nói là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là cái tâm thanh tịnh là tịnh độ, và cái tánh biết lúc đó nó hoàn toàn sáng suốt là A Di Đà. Cho nên mới nói là khi chết đi, chết đi thực ra là chết cái bản ngã, chứ còn người mình chết thì thiếu gì người chết thành ngà quỷ. nó chết mà chết cái thân này thôi, thành ngà quỷ chứ đâu có thành cái gì được. Nhưng mà chết cái bản ngã đi đó, thì lúc đó tánh biết sẽ hoàn toàn là dẫn dắt cho mình hết, cho nên gọi là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên mới nói rằng Đức Phật A Di Đà là một cái vị Phật mà đã thành Phật từ vô lượng, từ vô thị đó. Tức là cái tánh biết của mình á, nó từ vô thị nó đã là biết sáng suốt rõ ràng rồi, tại cái bản ngã mình nó che lấp thôi. Khi mà người ta nói là bây giờ chỉ cần niệm Phật A Di Đà, chứ không cần tu gì nữa hết trơn á, là hoàn toàn đúng. Tức là sao? A Di Đà đây chính là tánh biết. Tức là bây giờ nếu nói cách khác, chỉ cần sáng suốt định tĩnh tâm lên, thì không cần tu theo bất kỳ ai nữa hết trơn. Thiền Tông á thì nói là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Là bởi vì sao? Cái tánh biết mọi người là rỡ rỡ ràng ràng đó. Bây giờ Đức Phật Ngài cũng chỉ để cho mình thấy ra được Pháp, được mình phải quy y Phật Pháp Tăng trở lại, tức là phải trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành. Rồi thì ngay nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà thấy Pháp. Hay nói một cách khác là Đức Phật Thamma nu thamma pati panno viharati. Đức Phật Ngài nói rất rõ ràng, tức là sống thuần với Pháp, sống hoàn toàn thuần với Pháp. Thamma nu thamma pati panno, theo. Pati panno nghĩa là làm theo. Viharati là sống, tức là sống theo Pháp, hay là tùy thuần Pháp. Mà Pháp thì nó đã sẵn có hết trơn rồi. Hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc, mọi người đều có sẵn hết rồi, không cần phải đi tìm bất kỳ ở đâu hết, ngay nên mình đây thôi là đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ cần trở về trọn vẹn với nó, gọi là chánh niệm, và sáng suốt, không bị bất kỳ cái gì che lấp, gọi là tịch giác. Có một chữ hết sức quan trọng mà sau này thầy mới hiểu ra. Thường mình nói tánh niệm tinh giác thôi, chứ còn chữ tinh tấn thì đúng đó là phải nói tinh tấn tánh niệm tinh giác. Nhưng mà chữ cái từ tinh tấn thì người ta quá hiểu lầm á. Tự tinh tấn tức là một cái cố gắng của bạn ngạ để đạt được cái gì đó, cho nên nó sai. Sau này thầy mới phát hiện ra một cái té ra cái từ tinh tấn này đó là không buông lung, không phóng dật theo ý đồ của bạn ngạ. Tức là khi mình không còn theo bản ngã nữa thì nó tự động chánh niệm tỉnh giác. Mà còn chạy theo cái bản ngã để mà cố gắng làm cái này cái kia đó, thì chỉ là cố gắng để tạo ra cái ngôi nhà, tạo ra cái luân hồi sinh tử, chứ không phải là buông bỏ cái mà phóng dật buôn lung theo bản ngã. Nói theo ngôn ngữ mà thầy thường nói đó là buông cái bản ngã thì ngay đó có chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì buông bản ngã thì mình đâu còn chạy theo cái gì nữa, thì nó trở về với tâm, trở về với Pháp. Thân tâm nhất như, khi thân tâm nhất như thì lúc đó không còn ai, không phải là có một cái người nào thấy Pháp cả, mà ngay cái tâm thấy thực tại đang là, thì đó là cái thân biết. Vì vậy cho nên đó, tôi nhắc lại này, nếu như một cái người mà giác ngộ ngay cái là mình buông ra ngay tại đây,
thì tánh biết liền sáng suốt định tịnh trong lành và soi sáng mình tất cả mọi cái, thì người đó không có chuyện gì để tu được cả. Bây giờ hằng ngày cứ đi vào đi ra, tức làm gì bất kỳ cái chuyện gì tùy duyên thuần pháp mà làm, tùy chúng sanh có ba cái tùy. tùy pháp tức là tùy duyên mà thuần pháp, tùy chúng sanh tức là bây giờ ví dụ như mình ở trong chúng, mình ở trong cái chùa ấy, mà chúng ta làm sao mình cứ làm vậy thôi, ăn thua thái độ của mình thôi. Thế còn chúng làm sao mình cứ làm vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Còn mình đặt ra thêm cái của mình đó là cái nó mới các bạn ngã. Chứ còn bây giờ chúng ở đó, cái chùa nó đặt ra vậy thì mình nhập gia tùy tục cứ, hay là mình cứ vô đó mình cứ làm theo đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái điều kiện làm đó, cái chùa này làm kiểu này, chùa kia làm kiểu kia, cái đó chỉ là điều kiện, là trạng thái. Cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình đối với cái đó. Nếu một cái thái độ mà sáng suốt định tĩnh trong lành mà làm thì vẫn là niết bàn. Còn nếu như mà thái độ là bạc ngã khởi lên chống đối tham sân si thì đó là luân hồi sinh tử, cho nên vẫn là cái thái độ thôi. Vậy thì một là tùy thuần pháp, tức là đói ăn khát uống. Hai là tùy thuần chúng sanh, là bây giờ người ta biểu là đi bên phải thì mình phải đi bên phải, mà qua bên Thái Lan người ta nói đi bên trái thì mình đi bên trái, cái đó là tùy thuần chúng sanh. Thứ ba đó, khi mà mình đã giác ngộ ra được thì chỉ không có gì để làm cho mình được cả, lúc đó chỉ còn là vô ngã vị tha, tức là chỉ có phục vụ cho chúng sanh thôi, phục vụ cho mọi người thôi, chứ còn không có gì để cho mình được cả. Cho nên lúc đó gọi là tùy nguyện. Cái nguyện này là hành nguyện á, chứ còn không phải là trong cái nguyện mà cái không vô tướng vô nguyện á là khác. Nguyện kia là cái tham vọng, tham muốn. Còn cái nguyện đấy á, tức là do mình thấy cái việc gì cần làm có lợi ích cho mình, cho người thì làm. Nhất là không phải là vì bản thân mình mà vì làm lợi ích cho mọi người thì mình cứ làm. Mọi người tu, mình đi quét sân, ai vô tôi để tôi đi nấu ăn cho đó, tại hai vậy. Thật ra những cái người đó đặt đạo trước. Tức là vì sao mình vô ngã trước thì thấy pháp. Đắc đạo là gì? Thực ra không có cái đắc đạo đâu. Cái chữ đắc đạo đấy có nghĩa là chứng thực chứng pháp, thực chứng mà chưa chứng là gì? Thấy thôi. Chứ chứng có nghĩa là thấy thôi, cho nên đâu có đắc cái gì, vì đâu có pháp gì mà đắc được. Quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, cái đắc cái gì? Cho nên mới phải là ưng vô sở trụ như sinh kia tấm. Cho mình muốn trụ cái gì? Ai trụ? Bây giờ lúc đầu Đức Phật Ngài chỉ nói ngang đó, và đã có 60 vị thành A-la-hán rồi. Tức là 60 vị là không còn sống với cái bản ngã nữa, mà là sống với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành, hoàn toàn không còn bạn ngã, chỉ còn sống sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, thì gọi là a la hán. Chẳng phải là a la hán là cái cấp bậc mà như là đại tá hay trung tá hay thiếu tướng gì đó, không phải vậy đâu, không phải có cái cấp bậc theo kiểu đó, mà là a la hán tức là không còn cái bạn ngã nữa, không còn chờ theo bạn ngã nữa, hoàn toàn là sống thuần pháp, sống vô ngã vị tha. Nhưng mà nếu như khi mà mình làm một cái việc gì, bây giờ con lấy cái chai nước đỏ đỏ đỏ, con đốt nước vô trong cái ly giùm thầy, rồi con để qua bên cái góc này cho thầy dễ lấy đó. Bây giờ khi mà thầy nhờ con lên rót nước thì để xem trong đó cái gì mà làm được cái chuyện đó, có phải là cái tánh biết không? Mà cái tánh biết đó, ví dụ như cái tánh biết
mà con đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì ấy, con có nghe thầy nói không? Như vậy là cần phải định tĩnh, phải không? À, và con nghe thầy nói mà con biết được là lấy cái tam màu đỏ rồi rót rồi xong rồi đưa qua đây, thì như vậy tức là con sáng suốt rồi, không có bị gì trái lấp hết, phải không? Và con làm cái việc này có độc ác, có hại ái gì không? Đó. Mà con cũng có nói làm cái này để có phước, có đồ gì cả, phải không? À. Như vậy là trong lành. Như vậy là khi con làm việc đó, đó là hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh trong lành. Đúng không? Nhưng mà thầy chứng minh thêm một cái nữa. Ngoài cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, đó, nó còn ứng ra được thêm ba cái điều nữa. Đó là khi con đi lên đó, là con phải quan sát xem thử là chai nước nào là chai nước màu đỏ. Như vậy là con có quan sát không? Con có chú tâm vào hoàn toàn vào chuyện này, chứ không phải là khi làm chuyện này là con để tâm đâu đâu, phải không? Như vậy chứng tỏ là con có chú tâm, phải không? Và khi con mở cái nắp chai ra rồi rót nước, xong rót ra ngoài mà là rót vô trong cái ly, là tại con có thần trọng, phải không? Như vậy có ba yếu tố nữa: quan sát, chú tâm, thần trọng. Từ cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành này mà nó ứng ra ba cái này. Từ sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là cái tự tánh giới định trời này nó phát sinh ra ba cái yếu tố, mà ba yếu tố này là thầy là khi nói ra con mới biết, phải không? Nhưng mà khi con chưa nói ra, con vẫn là thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Như vậy chứng tỏ rằng thần trọng chú tâm quan sát này vẫn là vô ngã, đúng không? Tại vì đâu cố ý thần trọng chú tâm quan sát gì đâu, phải không? Thần trọng chú tâm quan sát là cái nó tự động nó ứng ra từ mấy cái mà từ tánh sáng suốt định tĩnh trong lành này, cái tánh biết này, tánh biết thì từ nó có, mình không có tạo ra cái tánh biết được, mình sinh ra là có tánh biết rồi, cho nên tánh biết là vô ngã. Cái sáng suốt định tĩnh trong lần này nó cũng vô ngã, phải không? Bây giờ nó ứng ra thần đồng chú tâm quan sát. Bây giờ này lái xe mà thần đồng chú tâm quan sát là vẫn tốt hơn, phải không? Nấu ăn mà thần đồng chú tâm quan sát là tốt hơn, phải không? Đi đứng nằm ngồi gì mà thần đồng chú tâm quan sát là tốt hơn, phải không? Vậy thì từ nay cái từ tánh giới định tuệ này nó sinh ra một cái gọi là tùy dùng giới định tuệ. Cái này là giới này. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Cho nên mình gọi là minh sát tuệ. Minh sát tuệ tức là quan sát một cách rõ ràng minh bạch, gọi là minh sát tuệ. Chứ mình cứ nhầm lẫn là đi hình hành minh sát tuệ theo cái trường thiền này gọi là minh sát tuệ, đó là cái phương pháp của trường thiền đó, chứ không phải là minh sát tuệ. Có thể là cái phương pháp đó nó phản ánh một phần nào cái minh sát tuệ, nhưng đó chưa phải hoàn toàn là minh sát tuệ, vì đã rơi vào phương pháp tức là đã bị giới hạn lại rồi. Còn trong đời sống là nó hoàn toàn tự nhiên. Nguyên cái chữ pháp á, chữ tham mô đó, là pháp đó, là trong đó nó đã có cái tính chất tự nhiên của trong đó rồi. Tham ma đó là một trong những cái nghĩa bám ra thực tại là tự nhiên, là bàn pháp. Cho nên á, có một cái đức tính của cái tham ma này là sa pha vá. Sa pha vá là như nó là. Chứ pha vá là pha vá tí, tức là tu bi, động từ tu bi là. Cái sa này là đúng như nó là. Là một cái đức tính của cái pháp này á, là mà gọi là sa pha vá, hay là dạ tha phu ta. Phu ta cũng là pha vá, phu ta là, cũng là dạ tha là như vậy, cái là như thế này, cái này là như thế này, như thì là
Cho nên Krishna Mukti ông gọi là cái đang là. À, trong cái cuốn của ông Nietzsche, ông nói là ông Zarathustra đó, ông mới đứng giữa trời đó, có ông hỏi Thượng Đế là ai, nghe nghe có tiếng vọng lại là ta là cái ta là ta là cái ta là ta là cái đó, tức là bạn là cái đó. Đó, cái là cái này là cái này, tức là như thế, yatha phuta là như thế, tức là ta là cái ta là. Cho gì cho thượng đế hỏi Thượng Đế là ai, ta là cái ta là. Cho nên vị thiền sư nó mới nói là chị nhớ trên đầu một chữ như, mà bây giờ không cần nhớ trên đầu nữa, chữ như là được rồi. Không cần nhớ trên đầu. Thân cận trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, một pháp thứ nhất, pháp đầu tiên Phật nói là có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thân cận. Thân cận tức là không phóng dật, không dễ vui, không buông, không biết lúc, là thần trọng. Như vậy thần trọng là vốn là nó đã từng có trong trong mà nó ứng ra. Bây giờ khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, thì Chư Tăng mới hỏi Đức Phật là bây giờ đại khái là Đức Phật ngài có dặn dò cái gì cuối cùng, thì ngài nói là tất cả các pháp huy là vô thường, hay trong chớ có học dẫn. Như vậy là cũng là thần trọng. Vì vậy cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát này, bây giờ trong thiền Vipassana thì nói là chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà cái cụ thể cái thực ra cái chánh niệm tỉnh giác là nó không làm gì cả. Chánh niệm tức là trở về với thực tại, và tỉnh giác là mình phản ánh cái thực tại đó một cách trung thực, nghĩa là nó như một tấm gương, thấy như thế nào là thấy như vậy thôi. Ví dụ thầy bây giờ thầy đang đi thì thấy là mình đang đi vậy thôi, chẳng có gì cả, ngoài ra không còn gì nữa hết. À, cái hễ mà còn một cái gì là mệt á, còn cái bạn ngã tham sân si gì đó là mệt á, nó chỉ đi là đi thôi, đi với đi thôi á. Thì lúc đó đó cái tuệ đầu tiên của Vipassana là thấy chỉ có danh sắc, mà danh lúc đó là tánh biết, sắc lúc đó là cái đang đi. Chứ đâu có đương nhiên là vậy rồi thôi. Cho nên nếu khi mình đi mà không còn cái bạn ngã lạng vạng ở đâu đó nữa, không còn cái ao tự gì đó, chỉ có đang đi thôi, thì lúc đó chỉ còn danh sắc. Thì tuệ đó là chính là tuệ danh sắc, thấy danh sắc đó. Mà danh á không phải là danh sắc bình thường đâu. Thực ra lúc đó ví dụ như mình sân cái thì cái tâm nó cái của tim nó đập như vậy, sắc lúc đó là tim đập và danh lúc đó là sân. Nhưng mà thực ra đó trong cái pháp tu này á thì lại là cái mà đập á thì mình coi mình thấy đó là thân, cái mà mình nổi sân á cái đó mình coi là tâm. Nhưng mà cái thấy nó vẫn thấy được cả thân lẫn đó. Cho nên cái tánh biết ở đây thầy là nói là không nói cái đó, mà thầy nói tánh biết. À, tức là nó bao trùm lên trên cả cái mà thân thọ tâm pháp đó. Thì cái đó chính là cái Phật ngài chỉ về cái tánh niệm tỉnh giác là cái đó, chứ không phải là tánh niệm tỉnh giác là mình đem cái tâm của mình ra của cái bạn ngã đa mà lăng xăng mà đi tìm cái này tìm cái kia rồi cố gắng cái này cố gắng cái nọ mà gọi là tánh niệm tỉnh giác đâu. Đó là bạn ngã làm, chứ không phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nhớ chú kỹ cái chỗ đó nữa. À, nhưng mà không sao, bây giờ nếu mà lỡ còn bạn ngã đó thì cứ làm cái việc gì á, bởi vì mình chưa chánh niệm tỉnh giác được. Nếu mà còn bạn ngã là không thể nào chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á bây giờ dễ lại một chút xíu, đó là thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà thần trọng chú tâm quan sát á, như thầy hồi nãy thầy sở dĩ mà thầy nói con lên làm như vậy á, để chứng minh rằng thần trọng chú tâm quan sát là chuyện tự nhiên, chứ không phải là do bạn ngã làm ra. Như vậy á, khi con thần trọng chú tâm quan sát á, vẫn là vô ngã, vẫn là từ cái tánh biết sáng suốt định tĩnh tâm linh mà ứng ra,
Cho nên thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ. Từ tánh giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ. Còn sau này 60 vị A-la-hán lúc đầu là chỉ có từ tánh giới định tuệ và tùy dùng giới định tuệ thôi. Sau này có nhiều người vô tu rồi còn tham lam sân hận si mê đủ thứ hết trơn. Cho nên tham ăn thì Đức Phật Ngài đặt ra giới luật về ăn. Tham ngủ thì Ngài đặt về giới luật về ngủ. Thành ra lúc đó nó có một cái giới định tuệ thứ ba, đó là chế định giới định tuệ. Cái chế định giới định tuệ này là giống như là người nào bệnh gì thì tao uống thuốc đó, vậy thôi. Chứ còn cái giới định tuệ đó, đó là cũng giống như mình bây giờ đau buồn mình mới uống thuốc chứ không đau buồn mà thôi. Cho nên á, nếu một cái người mà đã trở về với cái tự tánh sáng suốt định tịnh tâm lành và tùy dùng mà ứng ra thần đồng chú tâm quan sát á, thì cho dù không cần không có giới luật gì cả, người đó vẫn đắc đạo, đắc đạo quả, không cần tu thiền định trong đời gì hết á, vẫn đắc đạo quả như thế. Tại vì ở trong này á, giới định tuệ nó đã có sẵn ngay trong tự tánh rồi, chứ không phải là cái giới định tuệ mà do bạn ngã mà tạo ra. Coi chừng cái giới định tuệ do bạn ngã tạo ra đó, thì nó vẫn là cái đường tu của là Bà La Môn đó, nhớ chú vị. Thì á, khi mà mình thận trọng chú tâm quan sát á, ví dụ như thế này, bây giờ thầy coi thử nên rót nước tới cái đầu rồi, rồi để lấy lên uống đó, để xuống, hoàn toàn là nó từ sáng suốt định đến trong lành, từ ứng ra thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng bây giờ này, khi mà mình thực sự tròn vẹn như thế này, tức là không chạy theo bản ngã, bởi vì lúc này mình đang thuần theo pháp, cái tánh biết đang thuần theo pháp. À, như vậy là không phải là hành theo, không phải làm theo bản ngã tham sân si. Như vậy á, tức là chính là tinh tấn, không chạy theo bạn ngã thân thân si, tức là tinh tấn, phải không? Và toàn làm việc này tức là chánh niệm, và làm việc này với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là tỉnh giác. Như vậy á, là mình thần trọng chú tâm quan sát thì tự động nó tỉnh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà mình đem cái bạn ngã ra mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là một tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của bạn ngã, chẳng phải là của tự tánh ứng ra. Coi chừng cái đó là cái mà sở dĩ mà thầy nói dài là để thầy cố gắng trị ra cái này. Tu sao mà ở trong đó không có cái bạn ngã tu, mà mình vẫn sống bình thường, nhưng mà trong tất cả mọi hoạt động của mình đều là thần đồng chú tâm quan sát đàng hoàng, đều là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác an hòa. Mà cái đó chính là cái mà phát xuất từ cái từ tánh bốn sáng suốt định tịnh trong lành. Đây là thầy nói ba yếu tố chính thôi. Chứ còn á, khi có sáng suốt định tịnh trong lành á, thì tất cả từ bi hỷ xả nhẫn nại gì tất cả mệt cái đó là đầy đủ. Cho nên ngài Huệ Năng mới nói là hà kỳ từ tánh bốn cực khổ túc. Bởi vì khi mình sáng suốt định tịnh trong lành thì mình đâu có sân, phải không? Không sân tức là tâm từ rồi. Mình đâu có không sân tức là mình không có đối kháng lại về một cái gì cả, tức là mình nhẫn nại rồi, phải không? Không chạy theo bạn ngã tức là mình tinh tấn rồi. Thế là trong đó nó đầy đủ hết trơn, giờ muốn nói cái gì nó có hết trơn hết trơn rồi. Thầy á, hôm nay á là cái chủ đích của thầy á là giới thiệu một pháp tu. Ngay nên mình có sẵn hết tên rồi, bây giờ cứ ứng ra mà tu thôi. Thì trong cái ứng ra mà tu đó thì nó sẽ phát hiện ra hai thứ. Một á, là phát hiện ra cái hành trình của bản ngã, và hai là phát hiện trả pháp lại cho sự vận hành trung thực của pháp. Đó gọi là thiền, chứ không phải thiền gì cả. Thiền tức là lấy cái tánh biết này, mà ngay nơi tánh biết sáng suốt định tịnh trong lần này, mà ngay nơi mọi hoạt động thấy cái gì là bản ngã, thấy cái gì là một cái hành trình khởi lên cái bản ngã là thấy liền đó. Cho nên á, ở bên thiền tông á mới có 10 bức tranh chân trâu,
tầm ngưu. Tầm ngưu á, thực ra là bây giờ khi mình cứ thần trọng chú tâm quan sát, mình làm, mình cầm ly, mình uống nước rồi đại khái về rồi. Ngay nó đây này, ngay nó đây á, mà bạn ngạ khởi lên thấy liền. Ngay nó cái việc làm này này, mà bạn ngạ khởi lên là thấy liền. Cho nên á, khi mình tròn vẹn với pháp, thì chính lúc đó đó là mình, mặc dù mình đang sống hoàn toàn với pháp, nhưng mà cái tánh biết đó đó nó sẽ phát hiện lên cái bản ngã khởi lên lúc nào. Đó là tầm ngưu kiến tích, tức là thấy ra cái dấu vết của cái bản ngã. Tìm con trâu là tìm bản ngã. Rồi bây giờ kiến tích là thấy được cái dấu vết của bản ngã. Rồi kiến ngưu thì là cái bản ngã, thấy ra bản ngã, thực ra là thấy ra cái như cái sai mục tiêu là ông thằng ngã đó. Ông thấy là tư tưởng, thời gian khởi lên, đó là bản ngã. Có một cái lần ai có người hỏi cái sai mục tiêu là ngài ví dụ một cái cụ thể cái gì đó để chứng là cái bản ngã nó lúc đó là sao. Lúc đó là có chiếc xe hơi chạy qua. Thì cái sa mục tiêu nói như thế này: nếu như mà mình thấy cái chiếc xe hơi chạy qua, không có phản ứng, không có vấn đề gì cả, thì không có bản ngã. Nhưng mà nếu tự nhiên nói, tại vì mình có một chiếc xe hơi mà lái đi như vậy, thì có bản ngã liền. Đó là cái gì? Đó là tư tưởng khởi lên. Tại vì mình có một chiếc xe hơi, tức là tư tưởng. Mà khi tư tưởng đó, tại vì mình có, tức là mình chưa có thì phải là mai mốt có. Như vậy tạo ra thời gian. Như vậy tư tưởng, thời gian, bạn ngã và khổ đau phát sinh cùng một lúc. Nói theo kiểu Krishnamurti hoàn toàn chính xác. Cho nên á, phát hiện ra hành trình của bạn ngã. Thực ra bạn ngã là không có thực, nó chỉ là tư tưởng, nó chỉ là ý niệm, cho nó không có thực. Cho nên nó không cần gì mà cái việc nói hết trơn, chỉ cần thấy ra cái dấu vết của nó. Cái dấu vết của nó qua tư tưởng, qua thời gian, qua tư tưởng, qua cái bản ngã tham sân si đó. Cho nên á, người Đông Phương mình á, có đưa ra 4 cái để mà thấy ra cái dấu hiệu của bản ngã. Một là hữu ý này. Thế mà có một ý khởi lên, là tư tưởng, nói Krishnamurti là tư tưởng, có một ý đồ khởi lên thì liền có sai lạc. Cái gì nữa? Ví dụ như bây giờ ông đang thấy chiếc xe, ông có cái ý là phải chi mình có chiếc xe, tức là có ý đồ này. Có ý đồ thì phải chi có chiếc xe thì phải có tiền, phải có chỗ bán xe, có chỗ bán xăng, cái điều đó, tức là nó phải có nhiều điều kiện thì cái đó mới mua xe được. Mà nhà mình phải có gara, đó đại khái vậy, phải có tài xế, phải đi học lấy xe. Tất nhiên là khi đã có một ý thì phải có rất nhiều tất, tức là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải thế đủ thứ nữa. Hoặc là bây giờ mình nói tự nhiên đang lại như thế này là được rồi. Tâm bình hà lao trì giới, hành trực hà dùng tham thiền. Nói như ngài Huệ Năng ngài nói vậy là đúng rồi đó. Bây giờ tự nhiên mình muốn tham thiền, muốn tham thiền là hữu ý đó này. Mà muốn tham thiền ấy, thì phải có giờ để ngồi, phải có chỗ để ngồi, phải đủ thứ hết trơn, phải đừng ăn no quá, đừng có đói quá, phải tắm rửa sạch sẽ, phải thế này thế kia, là có vô số cái phải để đưa ra cho cái ngồi thiền đó. Như vậy ấy, là mình tự ràng buộc mình hữu cố, tức là khi mà đã phải thế này, phải điều kiện thế này thế kia rồi hết, thì là từ mình ràng buộc vào trong đó. Từ mình ràng buộc vào trong đó là bạn ngã chẳng ai hết. Lúc đó là bạn ngã chẳng ai hết. Đó, hành trình của bạn ngã. Cố tức là cố chấp á. Cố tức là nó bị rơi vào cái tình trạng bị động như vậy. Ví dụ như bây giờ thầy nói lại cái chuyện, ví dụ mình thích ngồi thiền, thích
ngồi thiền là hữu ý nè. Thích ngồi thiền thì phải có điều kiện này, điều kiện kia. Mà nếu không được cái điều kiện đó, đó thì làm mình bực mình. Không, bởi vì nó, ví dụ như bây giờ trong cái tu viện đó không ai ngồi thiền cả, mình tự nhiên mình ngồi thiền. Thì tự nhiên là trái với cái điều kiện sẵn có. À, cho nên nó phải có thế này, phải có thế này là hữu tất rồi. Bây giờ, một á, là mình phải có cái điều kiện đó, mình mới làm được. À, nếu không có điều kiện đó không làm được. Còn nếu mình làm được thì mình sẽ ôm giữ cái đó. Chưa làm được á, thì mình ràng buộc vào cái chuyện mình phải làm cho được. Mà làm được rồi á, thì mình phải ràng buộc vào cái mình phải giữ gìn nó. Như vậy là hữu cố. Tất cả những cái đó là bản ngã. Đó, nhìn ra cái bộ mặt của bản ngã đó là qua những cái dấu vết đó để mà thấy. Khi đó đó là bắt đầu là kiến ngu, tức là thấy ra bản ngã rồi đó. Kiến ngu rồi là đắc ngu. Đắc ngu tất nhiên là bắt được nó. Bắt được nó bây giờ ấy, tâm khởi lên biết liền. À, cho nên ấy, niềm tâm là vậy, niềm tâm là tâm khởi lên biết liền. Thân là thân thôi, thân đi là chỉ có thân thôi, cảm thọ là chỉ có cảm thọ thôi, tâm là khởi là chỉ biết thấy tâm thôi. À, vận hành của thân tâm là chỉ thấy vận hành thân tâm thôi, chẳng có gì cả. Ở đó nếu có một cái ý đồ bản ngã khởi lên cái là nắm được liền. Như vậy là coi như là đắc ngu. Bây giờ mình cứ tiếp tục là thần đồng chú tâm quan sát, thần đồng chú tâm quan sát á, thì lúc đó đó là mình đã cái bản ngã nó cứ khởi lên là mình đưa về, tạ trở về. Bản ngã nó khởi lên là dập liền liền là kỳ ngũ quy gia, tức là cởi trâu về nhà, tức là đưa trâu về nhà. Và vong ngũ tồn nhân, tức là không còn ngã, chỉ còn pháp thôi. Bây giờ là chỉ thần trồng chú tâm sống phần pháp thôi. Và nhân ngư tu vong, tức là bây giờ không cần là pháp cũng cần ngã nữa. Bởi vì ngã nó mới là dắt mình đi lúng túng á. Bây giờ mình đã trở về cái pháp mà thuần thục được cái pháp rồi, thì lúc đó buông pháp cũng buông luôn. À, cho nên nó là nhân ngư cầu vọng. Tham bộ hoàng nguyên thì giống như thầy nói là bây giờ ngay tại đây, và bây giờ mà mình đứng đây mình tròn vẹn như thế này, tánh niệm tánh giác, tức là hoàn toàn tròn vẹn với đang làm, mà cũng không cần phải là đang làm nó là cái gì, mà cũng không có ngã. Tuy nhiên là trong đó không ngã cũng không pháp, là tham bộ hoàng nguyên. Tham bộ hoàng nguyên thì là nhập tiền phi thú, nhập tiền phi thú, người ta dịch là thông tay vào chợ. Tại sao thông tay? Tại tại là bây giờ làm gì nữa? Không dám tự tại rồi, giờ vô mà đi vô trong đời này, chứ không phải là niết bàn là mình đi chỗ khác. Tức là cũng ngay trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương người giúp pháp này, nhưng mà mình vẫn là tự tại vô ngại, là nhập tiền phi thú. Thì nói chung ở đây vẫn là thấy ra được cái bản ngã, tìm ra cái bản ngã, thấy ra được bản ngã, loại cái bản ngã ra rồi á, thì lúc đó chỉ còn pháp. Và cũng không còn, bởi vì lúc đó có một cái điều mà mới vừa rồi đây có một người Phật tử nhắn tin cho thầy nói một câu như thế này: mấy lâu nay á là con thấy ra cái bản ngã rồi, và con không còn để cho cái bản ngã nó chi phối con nữa, nhưng mà con mới phát hiện ra bây giờ bản ngã là pháp. Hay quá, cái đấy là tốt quá, vậy là đúng, đúng rồi đó. À, cho nên á, bây giờ mình bỏ cái ngã đi, nhưng mà thực ra bây giờ mình là bắt đầu chấp lấy pháp này. Nhưng thực ra bây giờ pháp rồi cũng bỏ, cũng có cái gì để mình phải giữ bất kỳ một cái gì hết á. À, tức là đúng là đói ăn khát uống thôi, chứ không cần cái gì nữa hết trơn á. À, thì lúc đó ngã cũng không mà pháp không. Thì lúc đó mới thông dong tự tại được. Thì có một cái thế này, bây giờ mình cứ thần trồng chú tâm quan sát, khi buông ra được thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành, cứ để tự nhiên sáng suốt định tĩnh trong lành, đi đứng nằm ngồi
ăn uống tất cả mọi cái gì đó cũng sáng suốt định thành tâm lần thôi. Nếu nếu mà làm một việc gì đó cần sự thành đồng chú tâm quan sát thì nó sẽ tự ứng thành đồng chú tâm quan sát ra. À, pháp tu vô ngã là như vậy đó, tự động đó. Và ngã cứ bậc đề đó cho mình cũng cần phải diệt nó, bởi vì nó là để đó để mình mới là khám phá, khám phá để thấy được cái hành trình của bạn ngã như thế nào. Cho nó là bây giờ mình ngay khi mình thành đồng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là không có bạn ngã, nhưng mà bạn ngã nó trở thành ngũ ngầm, gọi là anusaya, tức là nó ngũ ngầm. Ngũ ngầm thì nó nhiều khi nó xuất hiện ra một cái lúc bất thần, nó xuất hiện ra là bạn ngã, mình đang vô ngã đàng hoàng ấy, tự nhiên phát ra cái bạn ngã hồi nào cũng ngại vô thức. À, nhưng mà không sao, vẫn cứ bình thản, cứ thấy rồi một hồi á là hóa giải tất cả. Cho nên lúc đó tại sao lúc đó Đức Phật là nói cái tuệ chỉ thấy cái tuệ sinh diệt thôi, tức là sau khi thấy danh sắc thì đến cái tuệ thấy sinh thấy diệt, thấy sinh diệt thấy diệt. À, mấy cái tuệ liên tiếp. À, là đó này. Thấy sinh thấy diệt, thấy sinh diệt thấy sinh diệt rồi thấy diệt. À, nó mấy cái tuệ liên tục, tức là nó rõ ra thôi, rõ ra cái sự sinh diệt đó thôi. À, thì cái sinh diệt đó nó có hai cái sinh diệt, cái sinh diệt của cái pháp mà trùng trùng dương khởi tự nhiên với là một cái sinh diệt của cái ảo tưởng bản ngã. Đó, cái việc tu hành chính là khám phá ra cái này, chứ không phải tu hành để đạt được cái này cái kia gì hết á, để khám phá ra cái này. À, để mà không còn một cái ảo tưởng của bản ngã nào nữa thì trả lại cho pháp, trả lại cho pháp rồi không còn gì nữa cả thì pháp cũng buông luôn, thì lúc đó là ung dung tự tại. Thì á, trong khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trong khi mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, đừng có để bạn ngã cố gắng xen vào, nhớ đó. Bạn ngã cố gắng xen vào là phải phát triển liền. Làm sao mà để phải trả lại cái tự nhiên cái đã, trả lại cái tự nhiên xong rồi á, thì á, lúc đầu á, nó vẫn còn một cái cố gắng hơi vẫn còn chủ quan, tức là có lúc á thì nó là tự ứng, có lúc từ sáng suốt định tĩnh trong lành nó ứng ra cái thần đồng chú tâm quan sát, có lúc á bạn ngã vẫn xen vào, nhưng mà không sao, cứ để vậy mà thấy, chứ không đừng có gì sợ hết. Thì bỗng nhiên có một hôm, tức là dần dần nó tự nhiên lại đó, cái tự nhiên nó ngưng hết, ngưng hết, tức là nó tự nhiên nó rơi hết, tức là mình cũng không cố gắng và không có gì cả. Thì lúc đó đó chính là cái tánh biết xuất hiện tình trong lành hoàn toàn tự chiếu, là vô ngã nè. Thì cái lúc đó đó, cái người nào mà là thấy được cái tình trạng đó thì cái người đó được gọi là ngộ. Ngộ tức là thấy ra được cái pháp vô ngã. Mà mình vẫn sống bình thường, mình vẫn đi đứng, mình vẫn làm nữa, nhưng mà có một cái là nó giống như mình nó buông được cái mà cái tư tưởng cái bản ngã, cái mọi ý đồ mọi cố gắng chủ quan đi, thì tự nhiên người nó có cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, và mình có cảm cả mọi cái pháp chung quanh đều là sáng rõ và tự nhiên. Người ta nói là bắt đầu là hoàn toàn tự nhiên rồi đó. Trong cái tâm thái như vậy á, tức là cái thái độ của tâm, khi cái thái độ tâm mà nó buông ra cái bản ngã tham sân si rồi, thì tự nhiên nó vắng mặt, mà vắng mặt lúc đó là tự nhiên, thì lúc đó mới thấy ra được cái tánh biết nó tự chiếu như thế nào. Còn lúc đầu mà thầy nói như vậy á, mà về mà thần đồng chú tâm quan sát đó, nó vẫn còn là cái tánh biết, nhưng mà mình còn dùng ra, còn bên này nó tự nhiên nó vắng mặt, nó từ thấy, thì tự nhiên bắt đầu mới biết là tu là thế nào. Thế còn á, còn trước đó đấy thì vẫn là cứ bị cái bạn ngại lôi đi hoài mà không hay, nhưng không sao, cứ để bạn ngại vậy mà quan sát mà thấy thì cũng đừng sợ, đừng có sợ, đừng có tính toán sao chỗ bạn ngại chỗ nào không bạn ngại, đừng có tính toán như vậy, cứ tự nhiên như thôi. Bởi vì á, cho dù khi mình có bạn ngã thì tánh biết sáng suốt vẫn cứ thấy như thường, nhớ dùng như vậy. Cho dù lúc đó có bạn ngã đi nữa
thì tánh biết nó vẫn cứ thấy. Và chính cái tánh biết này mới soi sáng để cho mình thấy ra được cái mà cái bản ngã đó như thế nào. Bây giờ nhớ nghe, tức là nãy giờ là thầy đã chỉ cái cách tu rồi đó. Bây giờ cứ về, cứ thấy ra là cứ về mà tu tập như vậy. Bây giờ là để cho mọi người hỏi thêm. Hôm nay là chúng ta nói về làm thế nào mà là sống tùy duyên cùng pháp. Mình nói là sống tùy duyên cùng pháp, vô ngã vị tha. Thì sống như thế nào là sống tùy duyên cùng pháp? Tùy duyên tức là tùy cái hoàn cảnh. Cái cuộc sống này thì là luôn luôn thay đổi. Tức là sáng rồi đến trưa rồi đến chiều rồi đến tối. Đó là một ngày là có sự thay đổi. Một năm thì có là mùa xuân rồi đến mùa hạ rồi đến mùa thu đến mùa đông. Và mặt trời lặn. Có tháng trăng tròn rồi có ngày trăng tròn, có ngày trăng khuyết, từ khuyết cho đến tròn, mà từ tròn cho đến khuyết. Đó là cái bản chất của cuộc sống. Thứ hai là cái cuộc sống nó lại có hai mặt. Giống như thầy thường hay nói đó, tức là có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có ngày, có đêm, có cao, có thấp. Bây giờ mình cứ kể hoài thì nó cứ ra dài dài hoài. Tức là cái cuộc sống này nó là luôn luôn là một cái chuỗi, là có mặt này và có mặt kia. Cụ thể nhất là mình đưa bàn tay lên thì nó có mặt này và mặt này. Dạ, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính, dạ, con sư Sám Hối, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ sư Quang Không, kính chào chị Netta, Nhận Kiểm, Thi An Lạc, Nằm Gì Đây, Phước Sang, Khoa Trần, Bách Cháu Giá, Kim Nhung, Như Quang Cần. Dạ, hôm nay đến ngày của con tụng kinh, và đã đến giờ tụng kinh Tam Bảo, xin toàn thể đạo tràng trang nghiêm thân khẩu ý, cùng với Hồng Mai thỉnh chư thiên và đọc kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha la ta tê chan ta lít khê huy ma nê đi pê rap thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat thum hi khét tê phum ma cha yam tu đê wa cha la tha la vi sa mê yak tha gan tháp ba na ga tít than ta san tí kê yang mu ni wa la wa cha năng sa tha vô mê su nam tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo Ayam Phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Tassa Bhagavato,
arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ibiso Phagawa A-la-hăng, Đức Thế Tôn hiệu A-la-hăng. Bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền thiên tập thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho. Bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Vicca Chana Sampanno, Đức Thế Tôn hiệu Vicca Chana Sampanno. Bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato. Bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu. Bởi Ngài đã thông suốt tam giới, Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro. Bởi Ngài có đức hạnh không ai bị, Purisadhammasarathi, Đức Thế Tôn hiệu Purisadhammasarathi. Bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ, Sattha-deva-manussanang, Đức Thế Tôn hiệu Sattha-deva-manussanang. Bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại, Buddho, Đức Thế Tôn hiệu Buddho. Bởi Ngài giác ngộ ly tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với, Phagawati, Đức Thế Tôn hiệu Phagawa. Bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Matti me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sapcha wat chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Xoa kha tô phá ga quá ta, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thanh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sambiddhiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiên tâm, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi,
có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bất chất tăng quê đi tấp bồ nhu hi ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thiện tri được biết, được thay tự nơi tâm. Nát thi mê sa năng anh nhân thẩm mô mê sa năng quá răng ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gia lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn y theo chánh pháp. Uchupatipanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn y theo thánh pháp. Nhà giáp bát tít ba ngô pha ra quá tô xa quá cá xăng khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chỉ bát tít ba ngô pha ra quá tô xa quá cá xăng khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo pháp giới định tuệ. Gia đi đằng chất ta vi phu vi sa la đằng đến đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hoàng, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Attha-puri-sa-puk-ga-la, tăng nêu đêm chiếc thì có tám bậc, tăng đã đắc đạo tu đà quần, tăng đã đắc quả tu đà quần, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo A-na-hàm, tăng đã đắc quả A-na-hàm, tăng đã đắc đạo A-la-hán, tăng đã đắc quả A-la-hán. Ê sa pha ga wa tô sa wa ca sang khô, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu này vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi, ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hạnh. Tà hu này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cung cho các ngài. Đặng khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tình ly nhân quả đem đến dân cung. Anchalika niyo, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punya hetang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthime sa năng anh nhân sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Hoành đà ni chê thi văn sắp bằng sắp bát tha nê su pa ti thi tăng
Con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xa Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati to, cha thi thầm mầm hi cha thình anati to, ma ra na thầm mầm ma ra năng anati to, sắc bề hi mê ti dê hi ma na bề hi na na tha vô. Vi na pha vô cầm mát sa cầm hi cầm ma đa ya đô cầm ma yô ni cầm ma bàn thu cầm ma pa ti sa a nô văn cầm năng ca ri sa ni cầm ya năng wa pa pa căng wa ta sa đa ya đô pha vi sa ni ti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta bậc thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp đề sắp ta a quê là hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khà hồn tu áp già bách già hồn tu a ni khà hồn tu đi khà du khà hồn tu a rô gà hồn tu sâm phát tì hi sa mít chan tu su khi at ta nan ta ri ha gan tu duk khap pat ta yamit duk kha pa yat pat ta yamit pa ya so kap pat ta yamit so ka hon du sap be ti pa mi no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hôm nay là ngày 25 tháng 11, tức là ngày 21 tháng 10 năm Tân Sửu Phật lịch 2565. Con một lần nữa con kính thành kính đảnh lễ sư trí đức, sư pháp trang, quý sư Quan Không, Quán Không, tất cả các chư tăng và quý chư tăng cùng với quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ hôm nay xin tất cả quý vị cùng với con cùng các bậc để xin thọ trì tâm cư và ngũ giới. Dạ hôm nay con xin kính thỉnh sư Sắc Trang truyền tâm cư và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. U ca sa ma yang phan te vi sum vi sum ra tha na pa ya ti sa ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam ti ma yang phan te vi sum vi sum rakhanapayati sahanena sahapanja silaniya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, tati yam ti ma yang phan te vi sum
visumra khanatha yati sahane na sahapanya sila niya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con xin kính cung thỉnh sư pháp trang thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con. Dạ con kính dân mít đến ngài đến sư ạ. Nam mô Phật Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và trân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như chư tôn đức tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Hà Dạ. Bụt Hà Saranang Gacchami, con đem mắt lòng thành kính xin vi y Phật. Thầm mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp. Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng. Đô Tì Giam Pi Phật Hàng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Thầm mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ nhì. Sa Tì Giam Pi Phật Hàng Saranang Gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Sa Tì Giam Pi Thầm Mang Saranang Gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ ba. Ta Tì Giam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô Tì Giam Pi Bụt Thăng Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Thăm Măng Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Sang Khang Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Tì Giam Pi Bụt Thăng Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Tì Giam Pi Thăm Măng Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Tì Giam Pi Sang Khang Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì Sa Na Ca Ha Năng Pa Ri Pon Năng, phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A Ma Phạm Tê, dạ chúng con xin vâng. Panatipata Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự chậm cấp. Kame Sumechachara Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada Veramani Sikhabadang Samadhyami,
Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sô ra mê ra yama cha pa ma đạt hà na vê ra man ni sê kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Pa ma ti pa ta vê ra man ni sê kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya macchappa madatthana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancasikha badani satukang katwa apamadena necakalang samarakitapang. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, các vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Amasante, dạ chúng con xin vâng. Sĩ lê na sô gê tình dân tí ca, chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa ca, chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pô tin dân ti ca, chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta ma si lăng vi so tha dê bởi ca cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch để lâm nhờ. Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tâm quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghe na hoàn đề hằng ta đã tâm sum wa ruttamang. Vụt thê yô khá lý tô đô sô vụt thô kà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mang cha đuôi thằng quá rằng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô khả ma thú tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sằng khanh cha đuôi thót ta măng sằng khê vô khá lý tô đô sô sằng khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính xin dân mít đến cho sư Pháp Trang, xin sư chúc phúc đến đạo tràng chúng con để tròn phúc báo ngày hôm nay. Dạ con kính thỉnh sư. Te atala ta suketa rula ha po ta sa sa ne arora suketa ho hi sa ha sa pe he nya ti phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui,
được sự thăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Phật vật tu sa pa mang ca lang ra can tu sa pa đề vát tam sa pa po a tha na pha ve na sa đa so thi Phật văn tu te Phật vật tu sa pa mang ca lang ra can tu sa pa đề vát tam sa pa tam ma na pha ve na sa đa so thi Phật văn tu te Phật vật tu sa pa mang ca lang ra can tu sa pa đề vát tam sa pa sang ca na pha ve na sa đa so thi pa văn tu te tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thay, đức đây con xin hồi hướng hướng đến chư thiên. A ca pháp tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hết thi ca bùn nhân nô a nu mô đàn chú chi lăng ra khăn chú sa sa năng. A ca pháp tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hết thi ca bùn nhân nô a nu mô đàn chú chi răng ra khăn chú nô ra ru a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhân nô a nu mô đàn chú chi răng ra khăn chú nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhân nô a lu mô đàn chú chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhân nô a lu mô đàn chú chi răng ra khăn tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách pháp bằng kia ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô át ti dê cha sát ta a sanh ni nô ca tâm buôn nha phá lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đình năng buồn nhá pha lăng ma già dê chát tắp tha na cha nan ti đề hoa gắn tòa ni quê đa dùm sắp đề lô cầm hi dê sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy,
lại đem hồi hướng thiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ cực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng hô nha, tì năng hô tu, su khi ta hôn tu nha, ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng, thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô, vù nhăn à sa quá, khá già quá hằng hồn tú. Do sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê vùn nhằn nít bà nát sáp bách cha dồ hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giả. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trong đời này và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong gươm Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý vật vị Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Má. Với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch Covid này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Dạ, con có gì trong phần duy kiến thức có quá trình có gì sơ sót, con xin sám hối trước tam bảo quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con phần nghi thức đã xong ạ. Con kính dâng mít đến sư Trí Đức để điều phối chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sân Kha Giả. Quý vị nghe rõ à? Sa thủ, sa thủ. Kính tri ân đến Pháp Trang đã thay mặt đạo tràng truyền quy giới đến Pháp hội. Kính lễ thượng tọa Quán Không. Sa thú Sĩ Hồng Mai. Phần lễ ba tam bảo thì quy giới rất là rõ ràng, nhưng mà trong cái rõ ràng đó, cái gì muốn biết có lỗ tai, nó nghe rõ là tốt rồi, nghe biết lỗ tai thì ai dám nói nữa. Nhưng mà ở đây chính vì nghe rõ cho nên mới thấy Sĩ Hồng Mai. Chú ý ha, Sĩ Hồng Mai trong cái bài năm điều quán tưởng ha, năm điều quán tưởng thì Sĩ Hồng Mai đọc tới cái chỗ đa gia đồ phá quý xà mỹ ở chấm dứt ở đó. Trong đạo tràng quý vị có nghe không? Bởi vì đây là những cái điều mà chúng ta phải quán tưởng thường thường, đọc lặp hai lần không. Nghĩa là chỗ này kết thúc không phải là phá quý xà mí, mà phải chấm dứt của nó còn một câu nữa. Bách
cha quét thi tập bằng tí. Đó là cái câu kết, nghĩa là chấm dứt là bắt cha quét thi, bắt cha quét thi ta, có nghe là quán tưởng. Cái từ quán tưởng này rất là quan trọng trong năm bài quán, trong năm điều quán tưởng này. Nhưng mà sư Hồng Mai ha đọc tới cái chỗ đa gia đồ phá quý xà mỹ là kết thúc. Thật sự ra còn một câu, còn một câu, tức là e quan âm hề hi áp hình hằng bách cháu quế khí tắc bành tí. Đó, cái câu đó là câu cuối đó. Xà thu sư ca như hoàng, tức là chúng ta phải thường thường quán tưởng nắm cái điều này, cái câu kết đó, cho chúng ta ý nghĩa vậy. Nhưng mà ở trên đa gia đồ phá quý xà mỹ thiếu ha, nếu mà viết thiếu thì sẽ không mai chỉnh lại dùng nha. Chứ còn nếu mà kinh kệ mà đọc thiếu như vậy từ từ rồi cái thiếu rồi đọc hơn nửa bài ha. Cái máy hú hú hả, dễ thôi, muốn cho nó không hú thì cũng được, chạy chút. Rồi, còn hú chưa? Hay khu hoa? Rồi, xà thủ, xích Hồng Mai, rất là thuần thục ha. Lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới, rồi hồi hướng cũng rất là chính xác, rất là hoàn hỷ. Nhưng mà thiếu một câu sau thôi, không sao. Chúng ta tu là phải sửa, tức là chỗ nào khuyết điểm chúng ta phải bổ sung để chúng ta trong cuộc sống được hoàn thiện hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 82. Trước khi bước vào bài học này, xin phép Bạch Tán Dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sappagaru Hichit Thakku Lokasasattha Chanadamma Ku Vido Vanda Mahantang Narapu Chanai Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sanh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô phát đi bồ yết tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa quy nà ca rô cô sắp và nhu bút thấp và tí phù tí sanh nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm đạt dưỡng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Hoàng, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô xu khách tá xa xa quá cô xích khà xu ca mô quá rách thầm má xích khá cô nền đà bách sân xà đi a nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Chế này giác cần tăng bảo thanh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Tôi xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đang xong. Hôm nay kính giới thiệu với đạo tràng Thượng Tọa Quán Không, một vị cũng đã lớn tuổi, năm nay là 67 tuổi rồi ha, 67 tuổi rồi. Thượng Tọa tương đương với Thượng Tọa Pháp Thanh. Các ngài cũng là những bậc cao tăng thật đức, có một sự hiểu biết về Phật pháp rất là thâm sâu ha. Chúng tôi thỉnh Thượng Tọa vào room này để quý vị móc túi
học hỏi, nói theo kiểu của ngài Liễu Tông, là chúng ta phải biết tranh thủ, bởi vì những người mà lớn như chúng tôi, tức là trên 60, 70, thì bảo đảm là trước sau cũng chết à. Nhưng mà cái thời gian đi trước và đi sau, cái tuổi này cũng là cái tuổi gần xuống lỗ rồi. Cho nên quý vị cũng nên tranh thủ. Và Ngài Quán Không cũng đã hứa cả đến với đạo tràng, để rồi đem những cái kinh nghiệm, những cái sự học hỏi của mình, tùy duyên, chúng ta sẽ giao lưu học hỏi với nhau. Bây giờ thì Ngài đang ở Phan Thiết, mà hôm trước thì chúng tôi cũng có đi Phan Thiết và thấy Ngài muốn chọn một cái nơi yên tĩnh để sống một cái đời sống cuối đời. Đây cũng là một điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Và trên cái đời sống của Ngài thì cũng rất là đạm bạc, có được một cái vị trí rất là khiêm tốn, nhưng mà thật sự là rất thiếu thốn. Muốn tạo một cái tình thất đủ nhân duyên, tức là chính quyền, rồi ban trị sự, rồi nói chung là họ rất là hoan hỷ, không biết vị này thể hiện cái pháp gì. Mà ở ngoài đó địa phương rất là thân thiện và hỗ trợ đấy, thân thiện hỗ trợ, nhưng mà cái cơ sở vật chất ở đó rất là nó sự phát triển theo khả năng của mình, không nhìn coi, không đụng mắt. Cho nên không, cái vị này thích sống độc cư nhàn tịnh, không có muốn chung đụng. Chính vì vị này ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, trong cái sự chung đụng, rồi nhất là trong cái mùa dịch này, mà cũng có lẽ vị này sợ mất dịch, cho nên mới về cái vùng Phan Thiết, tạo một cái tỉnh thất để sống qua ngày, chờ qua đời. Thì mong rằng trong cái thời gian còn tồn tại thì Ngài sẽ đến với pháp hội của chúng ta, rồi quý vị thắc mắc gì thì cứ trình lên để Ngài giải thích, hoặc là chúng ta sẽ chọn một ngày để Ngài trọn quyền, giống như Ngài Pháp Thanh vậy. Thì mong rằng cá nhân của chúng tôi mà đến ngày nào cũng đến thì quý vị nghe nó nhàm quá. Bởi vì trong sự tu tập thì mỗi vị có những cái pháp môn mà chúng ta thấy hữu duyên, chúng ta thấy hữu duyên thì đó là một điều tốt chứ, để văn đề tu tiến. Bởi vì mình tu theo giáo pháp nhà Phật thì không nên bổn sẻn về pháp, không nên ích kỷ về pháp. Mình biết cái gì thì mình chia sẻ. Vậy sư Pháp Trang mời sư Quán Không về chùa Ống Đớp. Trời ơi, đây Phan Thiết mà ngồi kia Bình Định, mỗi người đã chọn được một chú sứ, một cái vị trí, một cái sứ mạng. Thì bây giờ chúng ta hữu duyên cái vị trí đó thì chúng ta phải phục vụ cho điều đó. Thôi bây giờ học giới thiệu sơ sơ vậy thôi, rồi khi nào Ngài cầm micro rồi Ngài sẽ nói chuyện. Bây giờ chúng ta học câu Phật ngôn 82. Yathā vihāra do gamphīro, yathā vihāra do gamphīro, yathā vihāra do gamphīro. Câu số 2. Vipassano anāvilo, vipassano anāvilo, vipassano anāvilo.
Rồi, chúng ta ôn lại hai câu này. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. Rồi, câu 3, câu 4 ha. E quần thầm mà ni sút tòa nạ. E quần thầm mà ni sút tòa nạ. E quần thầm mà ni sút tòa nạ. Rồi, câu cuối cùng. Quýp ba si đàn tí bàn đi tà. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. E quần thầm ma ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. E quần thầm ma ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Rồi, mến chào sĩ niệm từ. Bây giờ đưa bài học lên để sĩ niệm từ thấy rõ ha. Rồi, thấy rõ chưa? Bây giờ ôn lại. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Đọc lại lần nữa ha. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Như vậy thì trường âm đoạn âm theo dòng kinh có hai cách đọc mà chúng tôi đã thể hiện. Cách đọc thứ nhất ngắn gọn, đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 đó là trường âm. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. Quý vị dừng lại chỗ này. Như vậy thì hơi sức của chúng ta sẽ bảo tồn, và chúng ta đọc rõ ràng thì cái lực nó sẽ phát sinh. Rồi quý vị hơi dài thì làm liền một hơi. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta. Quý vị làm một hơi ha. Như vậy thì tùy theo khả năng ha. Dòng kinh có hai cách đọc. Rồi, bây giờ qua giọng kệ thì đọc làm sao? Một câu 9 từ, một câu 8 từ. Thì chúng ta lấy cái mẫu 4-4 đi, cho nó dễ. Chỉ có câu đầu tiên là nó 9 từ. Vậy thì chúng ta áp dụng 4-4. Bởi vì cái quy luật ở đây thì quý vị thấy câu 8 từ nó nhiều hơn. Kể sau đây. Yathā virahado gampiro vipassano anāvilo. E quần thầm mà ni sút tòa ná. Quýp ba si đành ti bành đi ta.
Dạ ta bi ra ha đô gam phi rô quê ba san nô a na quy lô ế quan tham ma ni su tu a na quê ba si đan ti ban đi ta. Lần nữa ha, nhất là Sĩ Kim ha. Sĩ Kim đọc một lần hai câu ha, chứ đừng có đọc từng câu rời ra, cố gắng ha. Dạ tha bi ra ha đô gam phi rô quên ba san nô a na quy lô ế quan tham ma ni su tu a na quên ba si đam ti ban đi ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Rồi xin mời, nhớ mãi đọc nhắc gần từng câu một không à. Rồi xin mời Sĩ Mê-ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 82. Ya tha bi ra do gam thi ro vipassano ana vi lo. E quan tham ma ni sutta na vipassi dan ti ban di ta. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bí, rá, há, ba đoạn âm, đô trường âm thông thường, gâm trường âm nhấn, phi, rô hai trường âm thông thường, quýt trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, á đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lô trường âm thông thường. Ya tha bi ra do gam phi ro vipassano ana vi lo. Và con phân tích câu 3 và câu 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ý đoạn âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýp trường âm nhấn, bá đoạn âm, si trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê quang tham ma ni sút tòa na quýp ba si đàn ti bành đi ta. Dạ con xin đọc lại bài. Dạ thà bi ra đô gam phi rô quýp ba san no a na quý lô. Ê quang tham ma ni sút tòa na quýp ba si đàn ti bành đi ta. Ya tha bi ra do gam phi ro vipassano ana vi lo. E quan tham ma ni sut tòa na vipassi đàn ti ban đi ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya tha bi ra ha do gam phi ro
Vipassano ana vi lo e quan tâm ma ni sutta na vipassidan ti bandita. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời gì kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Pháp Trang, các sư khác nếu có, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 82. Quý vị nghe rõ hả quý vị? Để coi mấy người. Ồ, 5-6 người luôn. Tụt. Quá rõ đi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 82. Gia thà phi ra ha đồ gầm thì rồ viết phá sành nồ á nà quy lồ ê hoàng thầm mà đi xúc tòa nắp thì đành đi phành đi tà. Gia thà phi ra ha đồ gầm thì rồ viết phá sành nồ á nà quy lồ ê hoàng thầm mà đi xúc tòa nắp viết phá sì đành đi phành đi tà. Phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, bí rá há ba đoạn âm, đô trường âm thông thường, gâm trường âm ngắn, thi rô hai trường âm thông thường. Phân tích câu số 2, quýt trường âm ngắn, bá đoạn âm, xanh trường âm ngắn, nô trường âm thông thường, á đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Gia thà quy ra ha đồ gầm thì rồ viết phá sành nồ á nà quy lồ ê hoàng thầm mà ni xúc tòa ná viết phá sì đành tí phành đi tà. Phân tích câu số 3, ê trường âm thông thường, hoàng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thầm trường âm ngắn, ma trường âm thông thường, ní đoạn âm, xúc trường âm ngắn, to trường âm thông thường, ná đoạn âm, câu cuối cùng hay câu cúng cùi, quyết trường âm ngắn, bá đoạn âm, si trường âm thông thường, đanh trường âm ngắn, tí đoạn âm, banh trường âm ngắn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ hai câu ngừng lại. Đừng có quên nhé. Yeah. Ê quăng thầm mà ní xúc tòa nó quýt ta xì đành chi phành đi tà. Gia thà phi ra ha đồ gầm phì rồ quýt pa sành nồ á nà quy lồ. Ê quăng thầm mà ní xúc tòa nó quýt ta xì đành chi phành đi tà. Gia thà phi ra đồ gầm thì rồ vi pa sanh nô a na vi lô e hoàng thầm mà ni xúc tòa na vi pa si đành chi phành chi tà. Gia thà phi ra ha đồ gầm thì rồ vi pa sanh nô a na vi lô e hoàng thầm mà ni xúc tòa na vi pa si đành chi phành chi tà. Ya tha ti ra ha do gam ti ro we pa san no a na wi lo e wang tham ma ni su to a na wi pa ti dang ti phan di ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Kinh Pháp Cú số 82. Xong rồi, hết rồi. Trời ơi, trời, phe ta. Một em vỗ tay, hai em vỗ tay, ba em vỗ tay, bốn em vỗ tay. Thưa sư, con có gì sai không sư? Sư chỉ dạy cho con biết. Con thấy không có người nào nói hết cho bông qua vỗ tay, vỗ chung tùm lum hết trơn hả? Hình như con mời tiếp là cô Thiện Vũ, ông Thị Kim Dung gì đó, con không nhớ. Dạ, con xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa, còn khoái nhất là vỗ tay vỗ chân đó sư.
Dạ con xin trả máy nhường lại cho người khác. Dạ con cũng đi ăn cơm luôn. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Quán Không, lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 82 ạ. Yatha biraha do gamphiro vipassano anahuilo ewang thammani sutta na vipassidanti bandita. Yatha biraha do gamphiro vipassano anahuilo ê quang thầm mà đi suốt tòa na quý bác sĩ đàn ti bàn đi ta. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịch lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, rá, há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, găm là trường âm nhấn, phi, rô là hai trường âm thông thường, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Yatha biraha do gamphiro vipassano anahuilo. E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, tí, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê quang thầm mà ni sút tòa na huyp ba sĩ đàn ti bàn đi ta. Yatha piraha do gam phi ro huyp ăn mô an na huy lô ê quang thầm ma ni sút tòa na huy ba sĩ đàn ban ta. Con xin kể ạ. Ya tha bi ra do gam phi ro huy ba san no an na huy lô ê quang thầm ma ni sút tòa na huyp ba si đan ti bắn đi ta. Dạ tha bi ra hà đô gam phi rô huyp ba san nô a na huy lôm ê quang thầm ma ni sút tòa na huyp ba si đan ti bắn đi ta. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong rồi ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bớt bài. Dạ cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú số 82. Yatha pirado gamphiro vipassano anahuilo ewang thammani sutta na vipassidanti pandita. Yatha pirado gamphiro vipassano anahuilo ewang thammani sutta na vipassidanti pandita. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2.
Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, rá, há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, găm là trường âm nhấn, phi, rô là hai trường âm thông thường, quýt là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, á đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lô trường âm thông thường. Ya tha pi ra ha do gam ti ro vip pa san no a na vi lo. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ní đoạn âm, xú, xút trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, vip trường âm nhấn, phá đoạn âm, si trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. E quang tham ma ni sút tòa na vít pa si đàn ti bằng đi ta. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 82. Ya tha pi ra ha do gam ti ro vip pa san no a na vi lo e quang tham ma ni sút tòa na vip pa si đàn ti bằng đi ta. Ya tha pi ra ha do gam ti ro vip pa san no a na vi lo e quang tham ma ni sút tòa na vip pa si đàn ti bằng đi ta. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịch lạc, tịnh lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ con xin đọc kệ. Ya tha pi ra ha do gam ti ro vipassano anavilo evaṃ dhamma nisuttvāna vipassidan tipandita. Ya tha pi ra ha do gam ti ro vipassano anavilo evaṃ dhamma nisuttvāna vipassidan tipandita. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùng. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 82. Ya tha pi ra ha do gam pi ro vip pa san no a na vi lo e quang tham ma ni sut tòa na vip Pasi đành ti bành đi ta. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, bí, rá, há, ba đoạn âm, đô, trường âm thông thường, gam, trường âm nhấn, phi, rô, hai trường âm thông thường, quýt, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, xanh, trường âm nhấn, nô, trường âm thông thường, á, đoạn âm, na, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, lô, trường âm thông thường. Ya tha pi ra ha do gam pi ro vip pa san no a na vi lo. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E, trường âm thông thường, quang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm, trường âm nhấn, ma, trường âm thông thường, ní, đoạn âm, sút, trường âm nhấn, toa, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, vip, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, si, trường âm thông thường, đanh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, đanh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, ta, trường âm thông thường.
Ê quang tham ma ni sút tòa na huyết bác sĩ đành tít bành đi tà. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 82. Ya tha pi ra ha do gam phi ro huyết bác sành no ác na huyết lô. Ê quang tham ma ni sút tòa na huyết bác sĩ đành tít bành đi tà. Ya tha pi ra ha do gam phi ro huyết ba sang no anna vi lo e wan tham ma ni sut tua na vi pa si đăng ti bang di ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Quang Thông. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Cảm ơn Thiên Vũ đã cho biết tín hiệu. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 82. Ya tha bi ra ha do gam phi ro vi ba san no a na vi lo e vang tham ma ni sut toa na vi ba si đàn ti bàn đi ta. Ya tha bi ra ha do gam phi ro vi ba san no a na vi lo. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí ra há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, gam là trường âm nhấn, phi rô là hai trường âm thông thường, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Ê văn tham ma ni tòa na vip bác sĩ đàn tiếp bàn đi tà. Ê là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Giá thà bi ra ha đồ gạm phì rồ viếp ba sàn nồ á nà quý lồ. Ê văn tham ma ni sút tòa ná viếp ba sì đàn tí bàn đi tà. Ya tha bi ra ha do gam phi ro vip ba san no ana vi lo. E vang tham ma ni sut toa na vip ba si đàn ti bàn di ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khói đục, cũng vậy nghe chính pháp người trí hưởng tịnh lạc. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya tha bi ra ha ha do gam phi ro vi pa san no a na vi lo e vang tham ma ni so tan e vang tham ma ni so toa na vi pa si dan ti ban di ta. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mic. Có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật, cô Tâm Hạnh đã post bài. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con
con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho thừa biết âm thanh rõ, và con xin đọc bài phân tích và đọc bài học hôm nay là câu xưa pháp cú số 82 ạ. Yatha virado gamphiro vipassano anavilo evang thammani suttana vipassidanti pandita dipandita odita ya sorry Yatha virado gamphiro vipassano anavilo evang thammani suttana vipassidanti Pasidanti Bandita. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha virado gamphiro vipassano anavilo. Và câu số 1, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí ra há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, gam là trường âm nhấn, phi ro là hai trường âm thông thường. Và câu số 2, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, ná, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. E vang tham ma ni su toa na vip pa si dan ti ba di ta. Và câu số 3, E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 4, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Ban là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Yatha virado gamphiro vipassano anavilo evang thammani suttana vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không quấy đục, cũng vậy như chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 82 ạ. Yatha virado gamphiro vipassano anavilo evang thammana suttana vipassidanti pandita yatha virado gamphiro vipassano anavilo evang thammani suttana vipassidanti pandita. Và con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho giùm con ạ. Con kính cảm ơn sư Quán Không thật nhiều. Và lâu quá sư mới vào viếng đạo tràng, có gì thì mong sư lên tầm mít để cho chúng con vài lời. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con cảm ơn đạo tràng thật nhiều, và con cảm ơn sư Tâm Hành có bài học hôm nay. Bây giờ mời bàn tay của dân Nhật Hạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc câu pháp cú số 82 ngày hôm nay ạ. Yatha virado gamphiro vipassano anavilo
e vang tham ma ni sut va na vip pa si dan ti ban di ta yatha pi rahado gam phi ro vip pa san no anna vi lo e vang tham ma ni sut va na vip pa si dan ti ban di ta. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo. Giá là đoạn âm, tha là trường âm, là trường âm thông thường, bí, rá, há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, gam là trường âm nhấn, phi, rô là hai trường âm thông thường, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo. Là câu số 3 và câu số 4. Ewang hamma nisutva na vipassi danti bandita. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. E vang tham ma ni sut va na vipassi danti bandita. Dạ, con xin đọc lại. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo. E vang tham ma ni sut va na vipassi danti bandita. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo ewang thammani sutvana vipassidanti bandita. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo ewang thammani sutvana vipassidanti bandita. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ quý sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời bàn tay của cô Hạnh Kiểm ạ. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý chư tăng trong đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 82. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo ewang thamma nisutva na vipassidanti bandita. Yatha virahado gamphiro vipassano anahuilo ewang thamma nisutva tòa na vip ba si đàn đi bàn đi tà. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bí đá há ba đoạn âm, đô trường âm thông thường, găm trường âm nhấn, phi rô hai trường âm thông thường, vip trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, á đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lô trường âm thông thường.
Yat ha bida ha do gam phi do whip ba san no at na whip lo. Dạ con sẽ phân tích câu 3, câu 4. A. Trường âm thông thường. Quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm trường âm nhấn. Ma trường âm thông thường. Ní đoạn âm. Sút trường âm nhấn. Toa trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Quýt trường âm nhấn. Ba đoạn âm. Si trường âm thông thường. Đan trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Ban trường âm nhấn. Đí đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Ê quang thầm mà ni xuất tòa na quyết ba sĩ đàn đi bàn đi ta. Dạ con đọc lại bài. Gia thà bê đa ha đồ gầm phì đồ quyết ba sàn nô a na quy lô. Ê quang thầm mà ni xuất tòa na quyết ba sĩ đàn đi bàn đi ta. Dạ con xin kể. Ya tha bi da ha do gam phi do web ba san no ana wi lo e wang tham ma ni suat wa na web ba si dan ti ban di ta. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Dạ con đọc và phân tích và kể xong, có chỗ nào sai con xin kính quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn và con xin cho mít lại cho đạo tràng và xin mời người tiếp theo. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 82. Yattha piraha do gam viro vipassano anavilo evang thamma nisutto na vipassidanti pandita. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yattha piraha do gam viro vipassano anavilo. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, phí rá há ba đoạn âm, đô trường âm thông thường, gam trường âm nhấn, phi rô hai trường âm thông thường, vip trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, á đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lô trường âm thông thường. Yattha piraha do gam phi rô vipassano anavilo. Câu 3 và 4. E quang tham ma ni sút to na vipassidanti pandita. E trường âm thông thường, quang trường âm nhấn, tham trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ní đoạn âm, sút to hai trường âm nhấn, ná đoạn âm, vip trường âm nhấn, bá đoạn âm, si trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí trường âm, tí đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. E quang tham ma ni sút to na vipassidanti pandita. Yattha piraha do gam piro vipassano anavilo. E quang tham ma ni sút to na vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yattha piraha do gam piro vipassano anavilo evang thamma nisuntana vipassidanti pandita. Yattha piraha do gam piro vipassano anavilo evang thamma nisuntana vipassidanti pandita. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai kính
xin ngài và quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng sửa dành cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và con kính đảnh lễ quý sư trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Con xin đọc bài câu pháp cú 82. Ya tha bi ya ha do gam phi ro vi ba san no ana quy lo e quang tham ma ni sut tòa na vi ba si đàn ti văn đi ta. Con xin tuyên tích câu 1 và câu 2. Ya tha bi ya ha do gam phi ro vi ba san no a quy lô. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, giá há là bí, rá há là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, găm là vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Ê câu ya tha bi ya ha do gam phi ro vi ba san no a na quy lô. Câu 3 và câu 4. Ê quang tham ma ni sút tòa na vi ba si đàn ti bàn ti ta. Ê là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sút là trường nhấn, sú là đoạn âm, ta là trường âm nhấn, út là trường âm nhấn, toa là trường âm, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Ya tha bi ya ha do gam phi yo vi ba san no a na quy lo e quang tham ma ni sut tòa ni sut tòa na vi ba si đàn đi bàn đi ta. Như nước hồ sâu thẳm, như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Dạ, đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ya tha bi ya ha do gam phi lo vim ba san no a na quy lo e quang tham ma ni sut toa na vim ba sa Vipassi da ti ban di ta ya tha bi ya do gam phi yo Vipassi no ana quy lo e quang tham ma ni sut ta na Vipassi da ti ban di ta. Dạ, con có đọc, con đã đọc và phân tích, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài ạ. Sa thủ Sa thủ Sĩ Quang Thanh là người cuối cùng.
Rồi Sik Meta là người mở hàng ha. Tất cả 11 người. Quý vị đã thể hiện tất cả sự hiểu biết, tất cả sự cố gắng của mình, và giọng đọc của quý vị trong cái vấn đề phân tích trường âm, đoạn âm, rồi qua giọng kể, đó là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Quý vị đã vượt lên chính mình. Mặc dù có người mới, có người cũ, có người dở, có người hay, nhưng mà sai là biết sửa, đó là điều quan trọng. Chitina, cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà. Và đã thấy rằng nhiều khi mình đọc chữ đó, mình đọc rõ ràng vậy, nhưng mà nhiều khi theo cái quán tính của mỗi người, do cái quán tính đó mà nhiều khi đọc lái luôn cái từ Bali, mà đọc lái là quý vị biết rằng đó là một cái trình độ ghê gớm lắm. Bởi vì cái bản tính của chúng ta là lạc quan, yêu đời, cho nên nhiều khi nói chuyện đồ này kia cũng giỡn giỡn vui vui, và cái giỡn cái vui đó nó lại áp dụng vô trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta nói mà quên kiểm soát, nhưng mà sai thì sửa, từ từ rồi cũng nhừ ha. Rồi. Sa thủ 11 vị, vị nào cũng giỏi hết. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận ha. Câu đầu tiên. Sư Như Quang chuẩn bị tinh thần, hôm nay Sư Nhật Quỳnh vắng mặt ha. Yatha piraha đồ gầm phi rồ. Yatha piraha đồ gầm phi rồ. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ Yatha bi. Cái chữ Yatha bi do hai từ cộng lại, tức là Yatha cộng với api. Yatha cộng với api và nó biến thành Yatha bi. Yatha là một trạng từ quan hệ, giống như ha. Yatha là giống như. Còn cái chữ api á, nó là một liên từ, cũng vậy. Thì Yatha api cũng giống như hay là cũng vậy, tương tự, cũng vậy, giống như hay là cũng giống như. Rồi Yatha api, Yatha cộng với api nó thành ra Yatha api. Rồi cái từ thứ hai Rahado. Rahado do cái từ Rahada. Rahada là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Và Rahada được chia theo chủ các số ít, Bathaman Ekavachana Vipatti. Cho nên Rahada biến thành Rahado. Rahado là hồ nước. Rahado là hồ nước. Rồi chữ thứ ba Gamphiro. Gamphiro do cái từ Gamphira. Gamphira đây là một tính từ nam ta. Nhưng mà Gamphira nó đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Gamphira biến thành Gamphiro. Gamphiro là sâu, sâu thẳm. Sâu, sâu thẳm tức là sâu dữ dội. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Vipassano anna vilo. Vipassano anna vilo. Vipassano anna vilo. Câu này có hai từ. Vipassano là một, anna vilo là hai. Vipassano do từ vipassana. Vipassana ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được đứng làm chủ từ số ít.
Vipassana biến thành Vipassano Pathama Ekavachana Vipati ha. Vipassano có nghĩa là đã được trong sáng, đã được trong sạch, đã được thuần tịnh. Vipassano rồi chữ quyết mà bên này quyết và sanh ná cũng có một cái nữa, xin nhiều hoàng chân ba quý ha, quyết và sanh nô, bởi vì động từ của nó là quyết bác sĩ đà tí, quyết bác sĩ đà tí là trở nên trong sạch, trở nên sáng sủa. Rồi Anna Willo, Anna Willo. Ở đây chúng ta thấy tiếp đồ ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không. Và Awila, đây là một tính từ, có nghĩa là vẫn đục, tức là đục ngầu, dơ, nếu không có trong sạch. Và là Anna Willo, mà nó được đứng làm chủ từ số ít ha. Bà Thamma Ekavachana Vipatti, cho nên Anna Vila biến thành Anna Vilo. Có chữ anh ở phía trước, có nghĩa là không bị vấn đục, không khuấy đục, không bị vấn đục, không bị khuấy đục. Rồi như vậy thì câu 1, câu 2, câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Yathā pirahadu gamphiro vipassano anāvilo. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vấn đục. Câu 1, câu 2. Yathā pirahadu gamphiro vipassano anāvilo. Cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vấn đục. Đó là cái câu 1, câu 2, hai câu nó bổ sung ý nghĩa. Mình chào Siết Hà, đi học trễ. Đi học trễ là còn bị phi điểm nữa. Rồi, câu 1, câu 2 xong chưa? Rồi xà thủ cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vấn đục. Xà thủ, xà thủ. Bây giờ qua câu 3. Rồi đi học trễ vô còn khoe nữa. Câu 3. Evaṃ dhamma nisuttvāna, evaṃ dhamma nisuttvāna. Ai, câu số 3, 3 từ. E quân là 1, tham ma ni là 2, sút toa là 3. Chữ e quân như vậy, hay là như, hay là tương tự như thế. Chữ e quân như vậy ha. Tham ma ni do cái từ tham ma, do cái từ tham ma, nó là một danh từ trung tính akrantanapung sakalin, nhưng mà cái chữ tham ma này được chia theo đối cách số nhiều. Đức Tỳ Giá Quỳ Pháp Thi Bảo Hữu Qua Trà Na, cho nên tham ma biến thành tham ma ni. Tham ma ni là giáo pháp. Rồi Sutvāna, đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi lắng nghe, sau khi lắng nghe. Rồi, và câu cuối cùng sẽ bổ sung ý nghĩa câu số 3. Vipassidanti, đây là một động từ số nhiều. Động từ này có nghĩa là an tịnh, trở nên an tịnh, được an tịnh, trở nên an tịnh, được an tịnh, trở nên an tịnh. Và a
ai là người được an tịnh, được trở nên an tịnh? Đó là Bandita. Bandita là các bậc trí, các trí. Vậy thì câu số 3, câu số 4. Evaṃ dhamma nisuttvā na vibbassi danti bandita. Evaṃ dhamma nisuttvā na vibbassi danti bandita. Hai câu này có ý nghĩa tương tự như thế: các bậc trí sau khi lắng nghe giáo pháp được an tịnh. Câu 3, câu 4 ha. Cũng giống như thế, các bậc trí sau khi lắng nghe giáo pháp được an tịnh. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 82: Yathā pirahado gamphiro vipassano anā viro evaṃ dhamma nisuttvā na vipassi danti bandita. Cũng giống như hồ nước sâu trong sạch không bị vắng đục, tương tự thế các bậc trí sau khi lắng nghe giáo pháp được an tịnh. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 82: cũng giống như hồ nước sâu trong sạch không bị vắng đục, tương tự như thế các bậc trí sau khi lắng nghe giáo pháp được an tịnh. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: ví như hồ nước thẳm sâu, lắng yên trong suốt, chẳng màu bận nhơ, lòng người trí giả lặng tờ, khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Lặp lại ha. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát: ví như hồ nước thẳm sâu, lắng yên trong suốt, chẳng màu bận nhơ, lòng người trí giả lặng tờ, khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: như hồ nước sâu thẳm trong không quấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người chỉ hưởng tịnh lạc. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không quấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người chỉ hưởng tịnh lạc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào duyên sự. Tại sao câu Phật ngôn này nghe kỳ kỳ ha? Hoặc là có người nghe cảm thấy ồ, câu Phật ngôn này hay ha. Cái duyên sự sẽ nói lên tất cả. Rồi, tùy theo sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta cảm nhận tâm đắc hay là nghe câu Phật ngôn này rồi để chúng ta cảm thấy Bồ Đề Gai nổi lên ha. Câu Phật ngôn 82 nói lên ý nghĩa thế nào? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên về Ta Hòa Na thì Ngài đã đề cập đến mẹ của nàng Ca Na. Ca Na viết sao đây bà con? Alo, ai viết tên cho đúng nè? Ca-na, hay là viết thành Ca-na luôn cũng được. Ca-na là một cái từ Pali viết đúng, mà đọc theo tiếng Việt Nam mình gọi là Ca-na. Ca-na, chữ Ca-na này nó có một cái là N có dấu quyền ha, N có dấu quyền, cho nên chữ ná này chúng ta đọc cái giọng nó nhẹ hơn, còn mà chữ N mà không có dấu quyền thì chúng ta đọc giọng nặng hơn. Bên khô xá, bên á khô xá ha, chỉ khác nhau có một cái dấu thôi. Ca na, rồi xà thú, xà thú. Mẹ của nàng Ca Na không muốn con gái mình tay không trở về nhà chồng, cho nên mới làm một số bánh để cho đứa con của mình về nhà cầm đi về nhà chồng.
Nhưng mà lần thứ nhất ha, lần thứ nhì ha, lần thứ ba ha, rồi tới lần thứ tư cũng làm bánh. Mỗi lần làm bánh ra là có những vị tỳ khưu đi đến đó khất thực, và thế là đề bát cho những vị tỳ khưu này tới lần thứ tư luôn. Thì như vậy chồng của nàng Cana này chờ đợi lâu quá, tức quá, bỏ nàng Cana đi lấy vợ khác. Rồi khi mà nàng Cana này nghe ông chồng của mình trong khi chờ đợi lâu rồi cái bực bỏ đi lấy vợ khác, thì cô ta gặp các vị tỳ khưu bực tức, bởi vì tại có mấy ông này mà mình mất chồng, cho nên buông lời mắng nhiếc chửi rủa mấy công sư này phá hoại cái hạnh phúc của ta. Rồi khi mà bị cô ta chỉ trích mắng nhiếc như vậy thì các vị tỳ khưu không dám đi khất thực trên con đường đó nữa. Khi mà hay biết việc này thì Phật Đạo Sư ngự đến nhà của mẹ nàng Cana ha. Bà ta bước ra đảnh lễ Đức Phật, thỉnh Đức Phật ngự nơi đã được soạn sẵn, rồi dâng cháo cùng với đồ ngọt điểm tâm. Sau khi điểm tâm xong, Đức Bổn Sư mới phán hỏi nàng Cana đâu rồi. Bạch Ngài, Cana thấy Ngài nó hổ thẹn đứng khóc một mình ở bên trong. Đức Phật hỏi tại sao vậy. Bạch Ngài, vì nó đã mắng nhiếc các vị tỳ khưu cho nên nó thấy Ngài nó xấu hổ đứng khóc ở bên trong là thế. Đức Phật bảo gọi nàng Cana đến và hỏi: Này Cana, tại sao thấy Như Lai con lại xấu hổ lánh mặt ta mà khóc như vậy? Nàng Cana mới nói lên tất cả mọi việc, là nàng đã mắng nhiếc các vị tỳ khưu bởi vì chồng cô ta đã bỏ cô ta đi lấy vợ khác. Rồi cái Đức Phật mới hỏi: Này mẹ của Cana, như vậy là như thế nào? Các đệ tử của Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ phạm cái lỗi gì hay là không phạm lỗi gì? Bạch Ngài, đồ vật không có ai dâng cúng, mà khi mà đồ vật không có ai dâng cúng thì đệ tử của Như Lai khất thực đứng trước nhà của bà nhận được cái vật dâng cúng thì họ phạm cái lỗi gì? Bạch Ngài, các ngài không có cái lỗi gì hết, chỉ có Cana là có lỗi mà thôi. Và Đức Phật mới hỏi nàng Cana: Này Cana, các vị thinh văn đệ tử của Như Lai khi đi bát khất thực đến trước cửa nhà này nhận được bánh của mẹ con cúng dường, thì các vị thinh văn đệ tử của Như Lai có phạm cái lỗi gì hay không? Bạch Ngài, các vị đại đức đó không có lỗi gì cả, mà chỉ có một mình con có lỗi mà thôi. Nói rồi nàng đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối. Nhân cơ hội đó, Đức Phật thuyết lên tuần tự pháp cho cô ta nghe, và cô ta đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hòa. Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy đi về tịnh xá. Khi đi ngang qua sân rồng thì Đức Vua trông thấy Ngài mới phán hỏi thị thần: Hình như là Đức Bổn Sư có phải không chư khanh? Tâu bệ hạ: Phải. Khi mà nghe tâu như vậy thì Đức Vua bảo thị thần ra đón Bậc Đạo Sư. Chư khanh hãy mau ra bạch với Ngài rằng chẳng xin đến đảnh lễ Ngài. Đức Phật đứng dừng lại ở sân rồng. Đức Vua đến gần Ngài đảnh lễ xong mới bạch hỏi rằng: Bạch Ngài, chẳng hay Ngài đi đâu vậy? Tâu Đại Vương, Như Lai để đến nhà của mẹ nàng Cana. Bạch Ngài, vì lẽ gì vậy? Nghe rằng nàng Cana mắng nhất chư tỳ khưu cho nên Như Lai đến nhà của mẹ cô ta. Bạch Ngài, có lẽ Ngài đã khiến được nàng Cana thôi mắng nhất phải không?
Tâu Đại Vương, Như Lai đã khiến nàng ta dứt bỏ sự mắng nhiếc đến các vị tỳ khưu, đồng thời thâu hoạch được thánh sản Lokuttara Kuttumpa. Bạch Ngài, Ngài đã khiến cô ta thu hoạch được thánh sản. Về phần chấm, chấm đã khiến cho nàng làm chủ tài sản của thế gian. Nói rồi, Đức Vua đảnh lễ cáo từ Phật Đạo Sứ. Về chiều, Đức Vua phái một cỗ xe loan có màn che sáu phủ trước nàng Cana vào cùng, rồi khiến cung phi trang điểm và đeo đủ thứ nữ trang quý giá cho cô ta, lập cô ta lên làm ai công chúa. Và sau đó Đức Vua báo tin cho các quan hay rằng ai có thể nuôi dưỡng con gái của trẫm thì hãy đến rước công chúa về nhà đi. Khi đó có một viên đại thần tể tướng tâu rằng hạ thần xin lãnh nuôi công chúa. Và ông ta đã rước công chúa đem về nhà mình, giao cho cô ta đủ các quyền hạn ở trong tay và bảo công chúa hãy làm phước theo ý thích của mình đi. Từ đó công chúa Cana sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa thành để đón rước Duy Tăng. Nhưng mà chỉ hoài công chờ đợi, không có gặp một vị tỳ khưu ni nào để được để bác hết. Thành ra tại bốn cửa thành nhà của cô ta, những vật thực cứng và mềm đã dự bị để cúng dường đều còn nguyên. Ối động dồn dập mãi rồi nó thành ra như là một những cái vòi nước từ những cái vật thực đó chảy ra. Ở trong giảng đường, Chư Tăng mới khởi lên pháp thoại: này Chư huynh đệ, lúc trước nàng Cana làm cho bốn vị trưởng lão của chúng ta phải ăn năn hối tiếc, là người gây ra sự phiền phức như vậy. Khi mà Bậc Đạo Sư đến viếng thì cô ta lại có đức tin đầy đủ. Đức Thế Tôn đã khiến cô ta đem của cải đến gần các vị tỳ khưu hơn. Nhưng mà bây giờ mong muốn có Chư Tăng hoặc là Chư Ni để cúng dường thì kiếm cũng không ra. Ôi, ân đức Phật bảo quá là kỳ diệu thay. Đức Phật đấy mới phải hỏi: này Chư Tỳ Khưu, hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn: về công chúa Cana. Như vậy. Này các vị kheo, không phải nàng Cana chỉ làm cho các vị Tỳ Khưu phải hối hận bây giờ, mà trước kia cũng đã làm như vậy. Cái phải lần đầu tiên đã khiến Như Lai đã khiến cho cô ta vâng lời, mà trước kia Như Lai cũng đã làm như vậy. Và Đức Phật giảng giải rằng bốn cái vị trưởng lão hôm nay là bốn chú mèo thuở trước, còn nàng Cana là một con chuột cái, và Như Lai là người thợ ngọc đây. Khi nói lên cái chuyện quá khứ, Đức Phật còn dạy rằng: này các vị kheo, Cana trong cái thời quá khứ cũng gặp cái cảnh buồn rầu sầu khổ là như thế, nhưng mà nhờ nghe lời của Như Lai, tâm của cô ta được thanh tịnh giống như hồ nước trong veo. Và Đức Phật đọc lên cái bài kệ 82 này. Bài kệ 82 ha. Đâu mất tiêu rồi, đưa lên. Bài kệ 82: Yathā virahā dogam phīro vipassanno anā viro evaṃ dhammā nisuttvā na vipassidanti bandhitā. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người chỉ hưởng tịnh lạc. Khi mà Đức Phật nói lên câu Phật ngôn này thì có nhiều vị chứng đắc thánh quả và đạt đến quả vị A-la-hán, chứ không phải Tu Đà Hoàn nữa ha. Thì ở trong câu Phật ngôn này
nó lên cái ý nghĩa đợi bánh Cana bị mất chồng, tức mình đổ tội bốn sư ông. Nhờ nghe pháp Phật tâm liền tịnh, hướng lập trời ban giữa bể rồng. Trước lỡ buông lời nhiếp lão tăng, sau lo bù đắp lại cho bằng. Mỗi ngày công chúa lo làm phước, chờ mãi hoài công nghỉ ngán chăng. Rồi quý vị còn nghe không? Alo 123 123. À, duyên sự câu Phật ngôn 82 nói lên cho vấn đề gì? Đây là một điều mà chúng ta phải thảo luận. À, nếu mà mang tội mắng nhất là chư tăng ha, quỷ bán tăng ha, đây cũng là một cái lỗi rất là lớn. À, Sĩ Kim không nghe hả? Sao kỳ vậy? Ai cũng nghe, chỉ có mình Sĩ Kim không nghe hả? Chắc là kiếm chuyện rồi. À, Kim này chắc là kiếm chuyện rồi. Rồi như vậy quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta phạm vào cái vấn đề mà coi như chia đại tăng này, nó cũng nằm trong ngũ nghịch đại tội. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật đổ máu và chia đại tăng, thì đây chưa đến cái tội nặng nề chia đại tăng, nhưng mà đã mắng nhất chư tăng, quỷ bán chư tăng, đây cũng là một cái tội lớn. À, nhưng mà khi Đức Phật nói lên tuần tự pháp, à, cô ta chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, à, nhờ cái vấn đề sám hối trước. Phải rằng chư tăng đến đứng ở trước nhà nhận vật thực trong nhà đem ra dân cúng, như vậy chư tăng có lỗi gì? Chư tỳ khưu ôm mình bác đi khắp thực từ nhà này qua nhà khác, thí chủ có cái tâm tín thành, tin tưởng mới đem vật thực dân cúng, chứ đâu phải các vị tỳ khưu đó lấy của không cho. Cho nên các vị đâu có lỗi gì mà ngươi phải mắng nhiếc, chẳng qua là cái vấn đề chồng ngươi chờ ngươi lâu quá, lo để bác như thế này, làm bánh là để bác, mà ngươi coi như là đây là một cái phước đến cho ngươi, tạo phước cúng dường, mà chồng ngươi bỏ đi lấy vợ khác lại trách là nó rằng hạnh phúc của mình bị tan vỡ là do mấy cái vị tỳ khưu này, lại đứng trước nhà là mình phải để bác cúng dường, rồi chồng mình chờ lâu quá phải bỏ đi chỗ khác, rồi tức quá lấy chồng khác, lấy vợ khác luôn. Như vậy mới nổi tâm bồ đề gai lên, rồi mắng nhiếc chửi rủa. Nhưng mà khi Đức Phật lại nhà ha, thì cái sự việc đã trình bày một cách rõ ràng, chư tăng đâu có lỗi, và cô ta phải sám hối. Và khi sám hối rồi thì tâm nó bình tĩnh lại, Đức Phật ngài mới thuyết về tuần tự pháp. Và nghe tuần tự pháp xong thì chứng đắc thanh quả Tu Đà Hoàn. Thanh quả Tu Đà Hoàn. Rồi trên đường về gặp Đức Vua ha, Đức Vua là đảnh lễ và nghe biết được rằng cô ta đã đạt được thánh sản. Thôi thì quyền hành trong tay, Đức Vua là ban cho cô ta tài sản của thế gian, tức là nhân sản. Và cô ta đã làm trở thành một đại công chúa, con của vua hả, đại công chúa. Rồi vì đại công chúa này được một vị quan tể tướng rước về cung phụng để cho cô ta được thỏa mãn, và thế là cô ta làm phước cúng dường, làm phước cúng dường một cách rất là hoành tráng, có nghĩa là cho những người đàn ông lực lưỡng ra đứng bốn công thành, đứng canh chờ gặp vị tỳ khưu ni nào đi đến trong địa bàn của mình, thỉnh hết thỉnh để bác cúng dường. Phật thực chuẩn bị như vậy, nhưng mà khi nghe tới tên của cô Cana này, chư tăng là thấy bỏ của chạy lên người, sợ mắng nhiếc, sợ từng bị rồi. Cho nên mặc dù cô ta thay lòng đổi dạ làm những chuyện tốt đẹp, nhưng mà chư tăng vẫn ngán cô ta,
sợ của ta. Nghĩa là đi tới cái địa bàn đó, hoặc là trên đường mà đi tới chỗ đó là nhà của cô Cana, là quẹo đi hướng khác, không dám đi thẳng. Rồi bây giờ thời gian còn lại chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Nội dung quý vị nghe rồi, biết rồi. Bây giờ cung thỉnh Ngài Quán Không. Ngài Quán Không có trước máy không? Thỉnh Ngài Quán Không triển khai để cho chư thiền nam tín nữ coi như là hiểu rõ, rồi thảo luận cho nó sôi nổi. Alo, Ngài Quán Không có trước máy không? Cho xin bàn tay. 123 123. Alo, thượng tọa Quán Không, xin thử vậy làm thiệt luôn, đưa bàn tay lên, đưa bàn tay lên, thấy bàn tay mới đưa mic, chứ còn không mà không thấy bàn tay cái bỏ mic xuống gắn rớt bể rồi. Xa tu rồi, cung kính. Alo, 123 123, Huynh nhớ Nhật Hà có nghe rõ không? Alo. Ở trong đầu tràng này á, cái giọng nói của Huynh Giang Nhật Hà là cái giọng nói mà có uy lực rõ ràng. Thôi bây giờ mời Huynh Giang Nhật Hà ha. Rồi Huynh hướng dẫn cho thượng tọa Quán Không. Đưa bàn tay ở đâu, cầm mic chỗ nào, hồi nãy mới thấy đưa bàn tay mà chưa biết cầm mic. Rồi mời Huynh Giang Nhật Hà hướng dẫn dùng ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, hình như hồi nãy con có thấy sư đã đưa bàn tay được rồi. Thì chắc là sư bấm vào mic, và nếu con dùng phone á, thì là con sẽ trượt nhẹ lên để khóa mic lại. Còn nếu mà sư dùng máy thì hình như là bấm vào cái mic xong rồi bấm vô cái ổ khóa gì đó. Con nghe mấy người bạn nói như vậy thì nó sẽ khóa mic và sư sẽ nói chuyện được với đạo tràng. Dạ, con xin mời sư thử lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, con lúc nãy con có thấy sư đã đưa bàn tay lên rồi, mà con không biết là sư có thể bấm hình như là vô ổ khóa hay sao đó. Không biết là cô Hồng Mai cũng có dùng trên computer đó, cô có thể bổ túc thêm để cho sư có thể khóa mic lại và nói với đạo tràng ạ. Dạ, con xin mời ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa sư Quán Không, nếu mà sư dùng cái computer thì sư sẽ nhấn vô cái lúc cái
dấu hiệu tròn mà có ống khóa nhỏ ở dưới á, thì sư bấm vô cái ống khóa đó thì sư sẽ giữ mic để nói chuyện được à. Và nếu là notebook hay là mobile phone đó thì sư trượt cái thanh màu xanh lá cây lên thành màu đỏ thì nó đề là stop talking á, thì là mình có thể giữ mic và nói được, thưa sư. Dạ bây giờ dạ mời con mời thỉnh sư sự thử cái mic, nếu mà không được thì sư biết ra là tại sao mà không sử dụng được thì con sẽ biết và con hướng dẫn sư cho đúng ạ. Dạ. Alo, 123, 123. Thường tòa quan không sử dụng laptop hay là điện thoại thông minh? Alo. Thường tòa sử dụng laptop hay là điện thoại? Laptop. Thì bây giờ ở trên màn hình của chúng ta, cái chỗ mà thường tòa đưa bàn tay á, right hand ha, thì chính xác rồi ha, đưa bàn tay lên là chính xác rồi. Bây giờ thường tọa bây giờ đưa tay lên đi. Alo, đưa tay lên rồi. Khi mà đưa tay lên chỉ sát cái chỗ mà cái bàn tay đó là có một cái hình tam giác nó chỉ xuống, và kế bên hình tam giác đó là look mic on ha. Nhưng thì bây giờ vô cái chỗ mà cái hình tam giác á, chỉ xuống á, bây giờ thường tòa bấm vô đó ha. Khi mà bấm vô đó nó nổi lên, đẩy lên để mà nói, hoặc là khóa mic mở. Thì bây giờ thấy rõ chưa? Thì bây giờ chỗ cái hình tam giác mà chỉ xuống á, chúng tôi xuống mic ha. Rồi thường tòa bấm vào đó và cái dòng thứ hai khóa mic mở á, thì khi đó thường tọa sẽ nói được. Rồi bây giờ xin mời thực hành ha. Alo, khổ đế, không thấy hình tam giác à, thấy cái gì đâu á, chán thiệt. Laptop thì có chữ right hand nè, look mic on nè, thì ở giữa đó có hình tam giác, hình tròn màu xanh, hình tròn màu xanh hả? Cái máy đó là máy hiện đại, còn cái này máy dỏm, cho nên thấy có hình tam giác thôi. Bấm vào cái mic hình tròn màu xanh rồi. Nếu có cái mic hình tròn màu xanh thì bấm đi, xin mời.
Alo, 123, 123. Rồi, tiếp tục để khỏi mất thời gian ha. Chứ cái đưa tay thuộc lát kiểu này thấy chán quá. Rồi, bây giờ ngồi nghe nè. À, không nói được thì ngồi nghe nè. Rồi, kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang, câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học như thế nào? Thỉnh Đại Đức Pháp Trang coi như triển khai để coi như các vị trong đạo tràng này tiếp thu những ý kiến đó mà có thể làm cho cái câu Phật ngôn này nó linh động. Alo, không có bấm, không có khóa gì nữa hết, thôi bây giờ coi như thường tổ không, sư phụ đang ăn sáng, cầu gỗ sướng thiệt. Rồi bây giờ ở trong này thường tổ không cầm mic không được, để Đức Pháp Trang đang ăn dùng sáng. Thì bây giờ thấy cô tu nữ Phúc Hạnh thấy rảnh rỗi thiệt ha. Rồi xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh nghĩ sao về câu Phật ngôn 82 này. Alo, alo, xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh chia sẻ. Chúng ta học thì cũng có những cái hay cái dở, và chỗ nào tâm đắc, chỗ nào mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải có một cái sự nhận định để câu Phật ngôn này được áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, có sự an vui, tiến hóa. Rồi xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Rồi bàn tay cô tu nữ Phúc Hạnh đâu rồi? Rồi xà thủ, xà thủ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài ạ. Dạ sáng giờ con do con nghe mà con vừa nghe mà con vừa làm công chuyện đó bạch Ngài, cho nên là con cũng không có hiểu nhiều á. Tự nhiên mỗi lần buổi sáng con cũng hay nấu ăn ở chùa nên là con phải nghe lại rồi con mới hiểu thấm bài á Ngài, chứ con mới nghe một lần á, đầu con nó cũng hơi bả đậu á, cho nên là con cũng chưa hiểu sâu lắm. Nhưng mà theo như con nghĩ thì nếu như mà mình phạm đến mánh tăng, phạm đến cái chư tăng nói những lời không hay thì cái đó mình cũng thật sự thì mình cũng rất là có, theo như con nghĩ là rất là có tội Ngài, tội bất kính á. Cho nên là thật sự con ở chùa con hộ tăng, con tu con hộ tăng, nhưng mà ví dụ như mà cũng bây giờ mà cũng có các vị tu là như thế này tu như thế kia, nhưng mà nhiều lúc mà cái tâm mình nó cũng khởi lên là sao vị đó như vậy như vậy. Nhưng mà khi mình học pháp đó thì con bây giờ con cũng hiểu rồi, cho nên là con cũng kiểu như mà mình biết là mình chỉ biết vậy thôi, chứ mình cũng không dám là để chỉ trích ai, vì thật sự con rất là sợ tội ạ. Con rất là sợ nhân quả. Dạ con chỉ hiểu cái chừng đó là bạch Ngài. Bởi vì sáng giờ con cũng vừa làm vừa nghe á, cho nên là con cũng chưa có hiểu bài lắm ạ. Rồi con phải thường thường con phải nghe lại ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Sa thủ, sa thủ cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Nói ít nhưng mà nó một cái nội dung rất là sâu sắc, chỉ hướng về tăng chứ không có hướng về cá nhân của một vị nào. Đây là một cái điều tuyệt vời, bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến cá nhân thì có lỗi lầm, nhưng mà khi mà tăng là bốn đôi tám chúng thì như vậy chư tăng là đâu có lỗi gì. Mà ở đây cái trường hợp này, chư tăng đứng ở trước nhà mình ích kỷ, mình bổn sáng, mình ngó mộn, mình coi như cái tâm mình không có quan hỷ thì không có đệ bát. Còn đây mình đã đem vật thực ra đệ bát rồi, lỡ công chuyện của mình là chắc do mấy cái ông này mà mình mất chồng, đó là cái nội dung của câu chuyện. Thì bây giờ mình đệ bát, mình quan hỷ đệ bát mà hướng về chư tăng thì chư tăng đâu có lỗi. Chư tăng là những cái vị mà được Đức Phật khẳng định bốn đôi tám chúng, tức là những cái vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tăng chúng Đức Như Hải.
chứ không phải cá nhân của một vị nào đó. Thì cái điều mà cô Phúc Hạnh nói rất là chính xác. Nhưng mà trong room này có người không đồng ý. Chắc có người không đồng ý. Và cái người đó là ai? Mời Sĩ Kim. Sĩ Kim hay nói nhiều mà không biết đối với Chư Tăng có nghĩ như vậy hay không. Alo, Sĩ Kim có chất máy không? Tại sao như hồ nước sâu thẳm trong sáng không quấy đục cũng vậy nghe chánh pháp thì người trí hưởng tịnh lạc. Nhưng mà khi nghe chánh pháp mà cái tâm của mình còn nghĩ tùm lum tà la thì tịnh lạc đâu không thấy mà thấy phiền não. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, sư Quán Không. Ok. Alo, rất mít rồi. Hay là diễn tả bằng vô ngôn ha. Rồi, thấy đưa bàn tay, cầm mít lại nè. Rồi, nghe rõ chưa quý vị? Trời ơi, sao kỳ vậy trời. Dạ, rồi nghe rõ rồi đó. Ai biết, mấy khùng, mấy điên, ai biết, nhân viên. Vừa nói, vừa ngó Google, khổ thay. Đâu có ngó Google đâu. Ơi dòm thôi, tại cái máy nhỏ không dòm, tại vì lúc mà tôi nói thì tôi tập trung vô trong cái đầu tôi, nó đang nghĩ cái gì thì tôi nói thôi, chứ đâu có phải viết sẵn rồi mày dòm vô đó rồi có ý đọc đâu. Đâu có này, không có đọc, không có chuẩn bị trước gì. Tôi hả, tới đâu làm tới đó à, chứ không có chuẩn bị đâu. Vừa nói vừa ngó Google nên khổ thay. Trời ơi, bánh trung thu, giờ này bánh trung thu. Về ăn bánh trung thu đi. Trời ơi trời, trời ơi là trời. Dạ con không có nói gì hết. Quý vị nghe rõ ha. Để lâu lâu con nói rồi con liếc lại. Con không biết cái máy nó xuống, con đâu biết được. Đại khái là cái bài này là cái cô Cà Na này, cổ sanh cho một gia đình có người mẹ là một Phật tử chân chánh cúng dường. Nhưng cái cổ, bà mẹ không có muốn cho cổ là đi về nhà chồng. Chứ không có một điều gì hết. Thì bà mẹ cố gắng làm bánh để cổ đem về cho nhà chồng cổ dùng. Nhưng mà nhân viên đó, nhiều kiếp nó quả báo nó chở. Cái xui khiến là khi mà má của cổ làm đó, thì lại có một gì, những vị tỷ xu, những vị tỷ xu lại quốc thực. Thì má cổ phải làm thì cổ phải nhẫn nại. Nhưng mà do cái nhân viên, cái quả nó chỗ rồi đâu cản được. Ông chồng gì đâu mà tham ăn quá vậy, có mấy miếng bánh không mà cũng bỏ bà vợ nữa. Thích ăn bánh đó thì lấy tiền chạy đi chợ mua ăn cho nó đã đi, làm gì phải bỏ vợ. Thì theo con nghĩ như vậy, nó có đồ ăn không mà cũng bỏ vợ, cái chuyện thật là lạ kỳ. Nhưng mà đối với trong Phật giáo đó, nhân duyên nó không có gì mà tự nhiên hết, nó đều có nhân quả hết. Thì Đức Phật đã nói rồi đó, nhiều kiếp trước, không phải bây giờ cô này mới mắng chửi tỳ khu. Thì nhiều kiếp trước cũng đã xảy ra, tại vì bốn ông sư mà được bà mẹ cúng liên tục 4 ngày đó, thì nhiều kiếp trước là 4 con mèo, còn cổ là con chuột cái, thì dành ăn qua lại, cổ mắc đồ ăn bị 4 con mèo ăn hết, thì cổ buồn đầu giống vậy. Kiếp này cũng vậy, do cái nhiều trước quá khứ cũng bị dành ăn, bây giờ bị trả báo rồi, kiếp này cũng trả qua báo nữa, nó luân hồi thôi. Chứ đối với con Phật tử ha, sư thì sư đã từng dạy con rồi, cái nào cúng thì cúng, cái nào ăn thì ăn, không có được cái vừa ăn vừa cúng. Thì đại khái là khi thấy sư thì đảnh lễ chào hỏi, còn tùy theo cái việc gì thì tiếp tới. Nếu mà sư không giữ giới, không đủ đức hạnh
thì mình tắm lễ cái áo thôi, rồi mình giống như bên con thấy mấy sư binh biến điện à, Thái Lan đó, Sri Lanka mấy sư mà đi mà khuất thực mà không đàng hoàng, người ta ốp bát, người ta đâu cúng đâu sư. Với lại bên đó Phật giáo mạnh lắm, nó có giáo hội riêng, mấy ông sư mà làm chuyện bậy bạ, giảng pháp bậy bạ là giáo hội sai người xuống hả, là chỉnh ông sư đó liền. Nếu mà nặng họ trút khuế ra luôn, mà có thể bị lột áo đâu không, lột áo sư ra, đuổi ra khỏi tăng đoàn, mà còn bị bắt vô tù nữa. Con nghe nói vậy đó, rất là chặt chẽ, chứ không phải như mấy nước như Việt Nam vậy đó, muốn làm gì làm không có đâu, bên đó rất là nghiêm ngặt. Thì con thấy trong cái câu này cũng vậy, nó nhân quả rất là quan trọng. Nhiều khi mình làm cái gì mà mình không để ý, rồi mình bị quả nó chỗ, rồi thấy đau khổ. Thì nếu người Phật tử chân chánh mà có học pháp á, thì nên biết thấy mình không, mình bị cái quả báo nào mà khổ sở thì phải định lại, phải nhớ lại là mình không có làm gì hết, nhưng mà nó cứ tái diễn, tức là đó là quả chỗ, cái quả của những cái nhân, của cái nhân xấu mà mình đã tạo trong nhiều kiếp trước, thì nên chấp nhận nó đi. Thì anh vui đó, giống như cái người què đó cứ ngồi than khoảng trời ơi người ta có hai chân sao tôi có một chân vậy, khổ quá đâu giúp đỡ gì đâu. Thì có một chân thì làm thêm một chân, thêm chân giả đi tới đi, rồi biết nó một chân vậy, xài một chân đỡ hơn, một lúc đỡ hơn bù, ngồi than hoài đâu có ai khổ gì cho mình đâu. Thì phải sống với nó, phải chấp nhận nó thì nó được an vui hơn, thì con nghĩ vậy. Chứ từ những phẩm từ câu 1 đến câu 423 câu trong nguyên cái cuốn kinh Pháp Cú này, con thấy đều ba cái cửa mà chúng sanh thường tạo ra nghiệp là từ thân, lời và ý. Nó rất chi chít trong đó, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, tùy theo những ý nghĩ, những việc làm, những lời nói của mình nặng nhẹ như thế nào đều có hết. Nó đều có trả quả hết. Nó đi nó đúng nhân, đúng duyên, đúng thời, đúng khắc là nó chỗ bụp ra. Không chạy đâu thoát hết, coi khỏi hết. Nó không có nhân nhượng ai hết. Nó không có tha ai hết. Tôi từ ông vua tới ngày mà Mahamukkalana đó, trời ơi, thằng Thông số 1 đó bị mấy tên đó. Nó đâu có biết thằng Thông gì đâu. Nó bầm ổng ra, thịt ổng ra nhé, nát giống như thịt làm hamburger vậy đó. Thấy dễ sợ không? Nó có hết. Ngay cả Đức Phật nhiều thời trong quá khứ, ngài là một vị võ sĩ rất hay, đá một cái là gãy xương sống người ta cái bộc liền. Thì tới giờ ngài là bụng chánh đẳng chánh giác, thì cuối đời ngài cũng bị trả quả báo là ngài hay bị đau lưng lắm. Khi có nhiều khi ngài đang giảng pháp, ngài đau lưng hay gì, ngài nói ngài sao đi cứu tá hay mấy hay ngài sao đi cứu tá hay mất cơ là nói là giảng pháp mình cho ngài để ngài đi nghỉ. Rồi cuối đời ngài cũng bị tiêu chảy đó. Thì cái quả báo nó không có chừa ai hết. Còn cái thân ngũ quẩn này nó sẽ quay lại, nó hỏi thăm sức khỏe liền lập tức, không ngăn ngừa ai hết, không nể ai hết. Thì chính những vậy đó, thì chúng ta nên làm cái việc gì? Phải nên để ý tới cái tâm của mình, coi những lời mình nói, những việc mình làm, những ý nghĩ của mình có đừng có hại đến những người khác không, có làm đau khổ đến người khác không. Thì đó là con nghĩ vậy thôi, chứ con đâu có nói gì đâu. Chứ muốn kêu con lên nói thì đừng nói đại đi, chứ còn đục chữ, gấp chữ bỏ giống như trong phim bộ vậy. Trời ơi, gấp chữ bỏ miệng tôi hà. Đại khái như vậy. Dạ con ơi, con nhiều đó cũng đủ rồi, cũng dành hết giờ đó. Để còn lại để cho sư cào dàm, càm nhàm, lè nhè, cứ ngữ gì con đi. Để thôi sư nói, dành nói hết à. Nói không chừa chai nói hết. Vậy con có gì sai trái xin các sư, các cô tư nữ, quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin trả máy lại và chúng tất cả mọi người trong đạo tràng luôn ăn vui hết. Alo, 123, 123. Quý vị nghe Sĩ Kim chia sẻ câu Phật ngôn 82. Trước khi chia sẻ, nói một cái câu mà chúng ta phải suy nghĩ. Cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng. Hôm nay chia sẻ câu Phật ngôn này nghiêm túc. Nghiêm túc. Bởi vì sao? Sự thật hay mất lòng.
Mà sự thật đó là cái gì? Là chánh pháp. Và khi chúng ta nghe chánh pháp thì tâm của chúng ta hoan hỷ, hướng được tịnh lạc. Vậy thì những lời của Sĩ Kim nói ra cho chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là như vậy. Sự thật là mất lòng. Nhưng mà trong cái sự mất lòng đó, chúng ta suy nghĩ và thấy đúng chứ không phải là sai. Khi mà chúng ta nghe những cái lời chói tai, cứ nghĩ đó là người ta nói xấu mình. Không phải. Bởi vì họ chỉ cái lỗi của chính mình, họ mới nói thẳng thừng như vậy. Mà khi nói thẳng thừng như vậy mà chúng ta biết suy nghĩ, dùng cái từ là người trí, Bandita. Người trí, chữ Bandita này có nghĩa là thiện trí thức. Thiện trí thức có nghĩa là người biết được cái lợi ích trong hiện tại, biết được cái lợi ích của tương lai, và biết được cái lợi ích cao quý nhất, tức là thánh sáng. Thì lợi ích trong hiện tại, khi mà người ta họ nói về chính mình, mình phải suy nghĩ. Cái lời nói nghe trói lỗ tai, nhưng mà mình phải suy nghĩ. Họ thương mình họ mới nói vậy. Họ thương mình họ mới nói. Chứ còn nếu mà họ không thương mình á, thì xin lỗi, họ lầm lơ, không có duyên. Thì như vậy ở đây cũng vậy, nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Thì những cái lời mà nghe nó cay đắng ha, nghe nó chói tai á, ám chỉ về mình, thì mình phải suy tư để tìm cái lợi ích trong hiện tại. Nhịn thì nhục, nhưng mà không nhịn thì bị nó đục làm sao. Trong khi mình nhịn á, ai cũng nói ô nhục dở. Nhưng mà cái nhục cái dở đó để mình thấy được cái sự thật. Chứ còn bây giờ họ la lấu ôm sòm, họ đánh mình cái, mình cũng đánh lại cái, có qua có lại mới tỏi lòng nhau ha. Mà tỏi lòng nhau như vậy là đi đến cái chỗ mà coi như xin lỗi. Có một nơi mà người ta mời mình vô đó, cơm ăn nước uống người ta dâng cho hai tay luôn, chỉ ngồi đó gỡ lịch mà thôi. Đó là để chúng ta không kiểm soát lại chính mình. Mà người chỉ ở đây phải biết lợi trong hiện tại là lợi như thế nào, lợi trong thiền pháp. Alo, lố giờ rồi bà con ơi. Ôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Đây cũng là một bài học để cho chúng ta thấy nghe chánh pháp, tức là mình nghe sự thật để cái tâm của mình được an vui. Mà sự thật ở đây là những cái sự thật mất lòng, chứ không phải là sự thật mà coi như ngọt ngào. Thì đây cũng là một bài học ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiền văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ rùm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha qua chê na so tì vô hô tu sa bà đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn hiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt đạo tràng, chúng ta sẽ nghe lại tám Phật lực. Và tám Phật lực này sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta. Ba hùm sa ha sa ma pi ni mi ta sa u dan tang kri me ka lang u ti ta ko ra sa se na ma rang da na di dam ma wi tin na chi ta wa mu nin do tan te cha sa ba wan tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma pi u chi ta sa pa ran
tiên cô răng pa na la wa kama kamata daya kang kanti sudanta vidina citta wa munindo tante jasa bhavantu te jayamangalani nala kiring kacawarang ati mata putam dawa kica kamasani wasudaru nantang metam busa kawitina citawa munindo tante jasa bhavantu te jayamangalani ukita kaka mati tata sudaru nantang dawang tiyo janapatang ulimala wantang idipi